Được rồi. Sao máy lạnh mà nắng vậy ta? Em chưa bật máy lạnh khúc này, cô để em bật. Giờ cô khóa cô. A1 tụi con nghe cô nói rõ chưa vậy? Nghe cô. Rồi nghe ha, giờ bắt đầu nha. Bây giờ mấy cái đề bữa trước gửi đó sửa được mấy cái rồi? Dạ cô chưa sửa đề nào cô. À quên, chưa sửa đề nào nhưng mà làm được mấy đề rồi quên, hỏi làm mấy đề, hỏi sửa mấy đề, quên. Giờ chuẩn bị vô đề số 1 nha, để bôi mấy đáp án á chứ ai bữa trước quên bôi giờ nó hiện lên hết trơn rồi kỳ quá. Thôi đừng nhìn nha, đừng ai nhìn lên màn hình nha, lát nữa nhìn nha. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu vô sửa đề số 1 ha. Chiều nay 4 tiết ráng giỏi, lớp mình ráng giỏi làm được 4 đề ha. Máy lạnh sao nóng quá vậy ta? Thank you.
Rồi bây giờ cô sẽ lần lượt ha, cô cứ coi tụi con làm rồi đề 1, làm xong đề 1. Bây giờ tôi cô chỉ gọi tụi con trả lời, tôi có gọi tên bạn nào thì bạn đó trả lời lớn nha. Giờ gọi từ trên dưới ha, Phúc An. Con trả lời 3 câu đầu, đề số 1. Dạ. Ừ. Câu là câu 1A. Rồi 1A, ok. Câu 2. Nhưng mà con giải thích thử sao mà 1A vậy? Dạ. Sao mà they, câu they are really. À, they are really. Are really đúng không? Yeah. Rồi, câu 2. Câu là câu 2B. 2B. Này, 2B đổi lại thành gì con? Dạ. Bây giờ con sửa đúng thì mới là được, con không sửa đúng là coi như con lụi á. Cô lại sửa thành y. Đúng rồi. Rồi chào các em, chào cô vài giây, chờ chút đi. Đúng rồi, câu đó là câu B, chúng ta sửa lại thành y. Cô câu 3 là câu C. Từ từ, từ con chào cô một giây, chờ cô chút xíu. Dạ dạ. Rồi bắt đầu, câu này là sửa lại thành y, đồng ý. Câu 3. Câu 3 là câu C. Ừ, 3C. Nếu mà sửa là sửa thành gì? Sửa thành making. Making. Rồi đúng rồi, anh sửa cho tới sửa tiếp đi. Con sửa khi nào mà nó sai con dừng lại, còn thấy nó đúng là con phải làm biết cho tới hết đề luôn đó nha. Rồi. Dạ, câu câu 4 là câu B. Rồi chết rồi, sai rồi. Câu 4 nè, neglect nhấn âm số 2. Wildlife struggle justice. Rồi. Câu này sai, nhưng mà hên cho con là dừng lại. Rồi, tiếp tục. Mời bạn Lê Nguyên Anh. Nguyên Anh đâu rồi ta? Sao không thấy dấu tín hiệu gì hết trơn vậy? Nguyên Anh không có. Quế Anh, Trần Thảo, Quế Anh. Dạ con, cô. Ừ, trả lời đi con. Dạ, câu 5, chọn câu C. Rồi, 5C, inhabit, sorry, inhabit. Rồi, câu 6. Dạ, câu 6A. À, câu 6, mọi người lưu ý rằng cái chữ quyết này nó là tính từ đó nha. À, thì khi mà nó là tính từ thì mình không có phải đọc âm tờ giống như mấy chữ kia đâu. Mặc dù nó tặng cùng là chữ K kệ nó, nhưng mà đọc là wicked. Từ này có nghĩa là nhanh trí, tính từ á. Rồi, 7. Dạ, 7D. Kỳ vậy. Boxes, coaches. Ủa. Ui dù nó giống nhau. Câu A, C, D giống nhau quá trời luôn mà sao chọn D được ha. Nè, mấy cái này nó đều giống nhau ở chỗ nó đều là âm gì? Âm Y với âm Z nè. Boxes, cái này cũng vậy, boxes. Còn cái ghế bàn nè, coaches. Vậy là câu này nè. Câu bà, ok. Rồi, chuẩn bị đi rồi con ba qua cái bài reading ha. Sam chuẩn bị đọc đáp án, chờ cô tí. Rồi, bài đọc. Đọc lên những cái là trả lời đi, những cái chỗ nào mà cần phải yêu cầu bằng chứng thì con show lên. Tiếp đi con, câu 8 là câu gì vậy? Dạ, câu D. Thôi mà từ từ cô hỏi nè, cái bài đọc này, cái nội dung chính nó nói về cái gì vậy? Dạ, nó nói về cái tòa nhà có gắn tấm pin năng lượng mặt trời. Ừ, cái là nói về cái lợi ích của cái ring building. À, mà lợi ích của cái này là tính phổ biến cũng như là lợi ích của cái ring building đúng không? Ring building movement. Dạ. Rồi, vậy thì bây giờ trả lời đi, câu số đầu tiên đó là câu số 8. Dạ, câu 8, câu D. Câu 8D phải không? Yeah. Theo cái bài này, tình huống nào là đúng và tình huống nào là đúng? Which statements about green buildings is true? They are more economical and produce no pollution. Con có chắc là no pollution không?
trong bài nó có nói chúng nó là no pollution không, hay là nó ít ô nhiễm hơn, nó đỡ hơn, hay là nó không có ô nhiễm? They are more economical and reduce no pollution. Tôi thấy là nó có cái chỗ mà gì? They provide energy at no cost and with no pollution. Đoạn thứ mấy vậy? Dòng thứ mấy, đoạn mấy vậy con? Dạ, đoạn 2, dòng cuối. Đoạn 2, dòng cuối. Đoạn 2 là cái đoạn này đây, dòng cuối đây. Đâu, chỗ nào đâu? Cô đang ở đoạn. Đoạn 2 là cái chỗ mà chữ đây con, chữ đây. Đây hả? Dạ, cái chữ đây. Đây provide này chi? Cái chữ đây mà được in đậm á con. They provide energy at no cost with no pollution. Cái gì provide energy con? Dạ, solar panel. Cái gì provide energy, cái chữ đây nó thay cho cái gì? Chứ nó đâu phải là cái green building đâu. Dạ, tại vì con nghĩ là cái green building nó có cái tấm năng lượng mặt trời, mà cái tấm năng lượng mặt trời thì không ô nhiễm không? Không ô nhiễm phải không? Để cô hỏi bạn khác, hay bạn khác nói giống thì đúng, mà hãy bạn khác nói khác cô chừng nó sai nha. Thanh Bách có học đó không? Thanh Bách câu 8 là câu gì? Câu 8 giống của anh cô ơi. Câu D luôn hả? Bạn cuối cùng Lê Anh Khôi, Mr. Khôi. Khôi nói nghĩ rồi sao nó không có lên tiếng nha. Hả? Em cũng giống bạn luôn. Em có giống bạn hả? Vậy bây giờ cô hỏi này, có một người, người ta không chọn câu D mà người ta chọn câu B, thì nghĩ thử câu B nó có đúng không? Anh Khôi, cô đang hỏi anh Khôi á. Câu B, they are gaining in popularity in different parts of the world. Gaining popularity. Em cũng có thấy dẫn chứng của bề không? Sao kỳ vậy? Dạ, chọn hai câu hả? Cái dễ giờ chọn hai câu được không? Hay chọn một câu thôi chứ, chọn là chọn một cái thôi chứ. Dạ cô B, tại mấy dạng cuối có đều các dẫn chứng về những dự án lớn về green building ở các nước khác. Nhưng mà cái câu B này cô chỉnh, các em chỉnh dùm cho cô cái câu B đó. Cái câu B là câu đáp án đúng á, nhưng mà có điều nó bị dư cái chữ in đó, các em bỏ cái chữ in cho cô. They are gaining in popularity, gaining popularity chứ không có chữ in, xóa cái đề nó bị sai chỗ đó, nhưng mà cái đáp án câu B mới là câu đúng chứ. Yeah. Sao biết mi gì câu D hả? Economical and reduce no pollution. Cô không nghĩ cái chỗ này là no pollution mà cũng phải là economical thì nó không chính xác được. Đáp án đúng của câu này phải là câu B. Nhưng mà cái đề của câu B nó bị sai á, chúng ta chọn và chúng ta bỏ cái chữ in đằng trước cái chữ popularity giùm cô đi. Rồi bây giờ tới anh Khôi nha, anh Khôi làm tiếp đi cho bạn nghĩ đi, lát nó quay lại. Chính đi, làm miết đi, làm tới cho con câu tiếp theo. Câu chín. Sao vậy? Sao im lặng rồi? Em chưa làm phải không? Em chưa làm bài này đúng không? Biết chưa? Đã ha, biết ngay. Rồi chờ em làm rồi trả lời đó, lo đọc đi. Hồi nãy cô gọi bạn nữ trước là bạn nữ nào cô quên rồi ta? Bạn Quế Anh phải không ta? Dạ đúng rồi cô. Quế Anh, bây giờ con quay lại cái câu số 9 nha cô đi. Con làm tới cho tới cái câu 15 đi rồi con đưa cái bằng chứng ra đi. Dạ để con con cũng chưa làm hả? Con cũng chưa làm hả? Con làm rồi cô. Câu 9 là chính con câu A. Theo đoạn thứ nhất, mình chỉ nhìn nổi cái đoạn thứ nhất, đừng nhìn lung tung mệt lắm. Environmental goals set by green builder were initially considered unrealistic recent by. Đây. Tôi biết là các em, chắc là các em lấy cái thông tin chỗ này cho nên các em chọn câu A rồi. Cho nên là các em chọn cái câu mà em mới nói là câu A đúng không? Dạ. Yeah. Chắc em lấy cái đoạn 1 rồi chứ gì. Em thấy cái chỗ đâu, em hãy đoạn 1 em đọc cái câu nào mà chế đoạn cho cô câu A. Thì em tôi có rất là nhiều bạn chưa có làm hết trơn. Chúng ta phải quay lại giải thích lại nè cho những ai chưa làm thì hiểu nè.
cái chỗ là in the early years, green builders were a small minority. Đó cô. À, tức là hồi đó cái người thợ mà xây, những cái người mà thiết kế xây những cái nhà này là số lượng rất là ít đúng không? Nhưng mà rất là ít, mà rất là ít từ cái hồi nào? Từ cái năm 1970, những năm 1970. Để ý cái mốc thời gian họ để đấy. Những năm vào những năm 1970, tức là từ cái lần 71, 72, 73 trở về sau đó. Còn cái chỗ này đó là vào đầu thế kỷ 20, thấy nó có ổn không? Ủa mà nó 1970 là cái gì? Thì đúng rồi, thế kỷ 20 nó có đầu không? Gần gần Ủa, nó gần gần chứ nó không có đầu, người ta gài mình đó, cho nên đáp án không phải câu đó đâu. Ừ. Con nhìn cái câu A người ta để cái từ beginning đó, sao chọn được? Đổi đáp án. Con coi lại. Coi đi, cô đang chờ con đó. Loại trừ tiếp nè, bây giờ cô xuống câu D, cô cũng tính chọn câu D, và mọi người xem cái câu D ổn không? The problems of movement redistribution were not prevalent at that time. Cái vấn đề tàn phá môi trường hồi đó, cái thời đó nó không có thịnh hành lắm, nó không được quan tâm lắm. Bậy không? Câu D là đọc lên là nghe nó bậy rồi đúng không? Bây giờ chỉ còn câu B với câu C thôi, loại trừ đi. Câu C, there was an abundance, sự dồi dào, natural material, rồi cái nguồn nguyên liệu tự nhiên á, nó rất là dồi dào, nguyên cái nguồn nguyên liệu để mà xây dựng á, rất là dồi dào, mà xây dựng cái gì? Conventional building, conventional tức là những tòa nhà truyền thống. Còn cái tòa nhà mà gọi là green building này là được coi như là modern, được coi là hiện đại đó, đó. Rồi tiến lên tới câu B để coi thử giờ câu C hay câu B, câu nào sẽ là câu đúng. Các bạn không có đọc trước, nhiều nhiều bạn không có đọc trước nên nó rất là khó mà gọi là sửa nhanh được. Có đó con chọn câu B. Câu nào? Câu Câu chín. B, câu B đúng rồi, câu chính phải là câu B. Cái câu A là cái câu mà mọi người có thể nhìn vô có thể chọn ngay đó. Nhưng mà sau khi đọc những lấy những cái thông tin trong bài mà chúng ta loại dần thì câu A nó không thể nào rồi. C với D lại càng không thể nữa. Cho nên cái thời đó cái tiềm năng để ứng dụng xây dựng tòa này nó không được, hồi đó không được công nhận, hồi đó không có phổ biến. Một phần là do cái đội ngũ những người xây dựng này nó rất là ít. Đã, với lại nó có nói cái chỗ mà unrealistic này, cái thời đó coi nó là mang cái tính không có thực tế, unrealistic, cho nên đáp án đúng của câu mình sẽ là câu B. Rồi giờ đi xuống dễ ha, câu 9 rồi, câu 10 dễ lắm luôn, 10 trở xuống dễ ạt là làm nhanh nhanh thôi. Dạ 9B. không, chín ba mười C. À 10C, rồi câu 10 bây giờ cô cũng không biết cái từ này nghĩa là gì nhưng mà cô đọc cái câu đó cô thấy là cô đoán được nó là câu câu C rồi. Rồi, 11. Dạ 11 A. 11A. Cô đang phân vân đó. Which of the following is not mentioned in paragraph 7 as a merit of green building? Câu A hả? Vì cái kia là lâu, có thấy nó ghi là lâu dài nhưng mà cái này nó ghi eventually, đâu có thấy lâu dài là câu cuối cùng. Nhưng mà con phải coi cái đề nó nói đó, cái chỗ mà not mention á, Là không được nó nó không được đề cập. Bây giờ cô hỏi này, câu B có không, nó thân thiện với môi trường có không? Có. có không nó có improve living condition không? Có. có rồi, cái này nó chứng tỏ, proving, động từ proving là chứng tỏ, more economical, eventually, eventually là cuối cùng. Rồi cái câu D,
increasing work productivity. Nhờ cái tòa nhà kiến này á mà làm cho cái năng suất lao động nó hơn nữa, work productivity. Vậy cái này trong bốn cái này cái nào là không được đề cập? Nó tìm ba cái có thì một cái sẽ không có. Thì lúc đầu là con cũng tính chọn C mà thấy cái chỗ, tại vì con thấy cấn cái chỗ eventually con. Nhưng mà cái câu C nó đề cập chỗ nào vậy? Con chỉ trong bài thứ đoạn mấy nó đề cập cái câu C vậy? Nó không có đề cập trong đoạn 7 nhưng mà để suy ra thôi. Ui, suy ra sao được mà suy ra. Câu C đó, câu 11 là câu C mới là câu đúng. Lớp này tôi nghi chắc không có mấy người đọc cái bài này trước ở nhà quá. Lát nữa gọi mấy anh nam trả lời mấy bài đọc đi. Cái bài này chỗ nào reading là dành cho mấy anh nam sửa hết. Rồi con làm luôn bài tới xuống đi, 12 tới 15 đi. Dạ 12B. Rồi câu này thì dễ quá rồi. Tấm pin mặt trời 13. Dạ 13B. 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 Hai nữa. Which of the following does the passage mainly discuss successful ring building project all over the world? Ủa cái bài này cái main idea của nó có phải là nói đến các cái dự án nhà xanh trên toàn thế giới không con? Không. Không, không phải. Nếu mình đọc từ đầu đến cuối thì cái chủ đề nó không phải nói về cái dự án nhà xanh, không phải dự án nhà xanh toàn thế giới. Nhà kiến không phải nói vậy đâu. Câu A là nói về lợi ích kinh tế, không có, không phải. Câu B thì con mới vừa nói là không đúng rồi. Cái câu D, coi lại câu D có khi nó đúng. New technology apply to control. Nó có nói là cái những người ta có chi tiết, người ta có nói rõ những cái chi tiết là những cái công nghệ mới được ứng dụng trong việc xây cao ốc văn phòng không? Office building hả? Ở đâu rồi đó chứ office building nữa. Thôi bỏ đi con, câu C đấy. Câu C, cái từ approach đó là một cái giải pháp, cái phương pháp, giải pháp thân thiện với môi trường đối với việc xây dựng các tòa nhà. Câu C, câu 13 là câu C. Sao có vẻ gây go quá vậy, bài này sao nhiều quá vậy. 14. Dạ, nó có đáp án rồi đây này, nó có đáp án rồi đây, quên xóa đây. Underway, cái chữ underway này nó có thể là hai từ rời nhau nha các em, và nó có cũng có thể là dính nhau được luôn đó. Thì nó có nghĩa đó là đang diễn ra, đang tiến hành, đang thi công. Cho nên đó lý do vì sao mà đáp án là câu D á. Rồi, câu 15. Dạ, 15D. À, 15 là câu D, đúng rồi. Cả hai cái này được xây dựng dựa trên cái nguyên tắc xanh và nó để giảm nguồn năng lượng đáng kể. Rồi, bây giờ gọi, cảm ơn con, giờ tôi gọi tới bạn. Không biết bữa nay Mạnh Quân có tới thăm lớp học không ta? Mạnh Quân có học không đó vậy? Bạn này chắc là nghỉ dài hạn rồi đây. Rồi, tiếp tục. Võ Hoài Trọng. Rồi, nó im lặng luôn rồi là biết nó là ngủ rồi đúng không? Nguyễn Trọng Phúc. Trả lời đi. 16B. Ừ, 16B, đúng rồi. Ship thì trái nghĩa với nó ha, một cái là sự chuyển đổi, sự thay đổi, di chuyển, nó bằng với movement á. Trong trường hợp này nó nếu mà đồng nghĩa thì nó bằng với movement và trái nghĩa là maintenance. Cái câu 17 cô dừng lại, cô nói chút xíu ha, chúng ta có cái cặp thành ngữ này nó bằng nhau nữa các em. Một bên nó là táo và cam. Táo với cam thì đếm được nên số nhiều. Một bên là phấn với phô mai, hai cái này không có đếm được, cái này nó luôn là số ít, thì hai cái này nó bằng nhau. Chúng ta biết mà đem táo mà so với cam, mà đem phấn mà so với phô mai, tức nó có nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Đó, nó không liên quan với nhau hết. Cho nên đáp án câu 17 là câu gì vậy Phúc? Sim lặng mất tiêu rồi. Dạ D. Câu D. Rồi. Ngang, apples and oranges thì bằng chalk and cheese. Tiếp đề, trả lời miết đi, trả lời cứ hết đúng là phải trả lời miết cho tới hết đề luôn á. 18. 18C. 18C. Tôi thấy nó sai sai gì đó ta. 18 gì đây vậy Trọng Thanh? Dạ 18D. Câu D chứ sao câu C. Đọc đi, dịch đi, sẽ thấy câu D mới là câu đúng chứ. Meaningful silence always better than meaningless words.
Đây là meaning cùng are not so good at, người ta sử dụng so sánh bằng thôi. Rồi, trở lại trọng phúc. 19-20. À, 19C. Rồi, 19 là câu C, 19C đúng, 20. 20A. 20A đúng luôn. Rồi. Trần Anh Kiệt. Ừ, câu 21C. Tôi coi thử sao, thấy chọn xe nó kỳ kỳ ta. The world's library come from labor, the Latin word of book. Cái từ này nó bắt nguồn từ tiếng Latin mà nó có nghĩa là sách. Nhưng mà nói đến những cái gì, library collection have on more on variety of material, nó đâu chỉ là sách không đâu. Vừa một cái là chỉ, hay là câu D chứ. Cái tên gọi là sách, tuy nhiên nó còn có nhiều cái tài liệu khác nữa, chứ không phải vì vậy cho nên câu D. Rồi câu số 22. 22D. 22D, succeed được là thành công hả? Succeed. Succeed là không có cái gì, không có rồi, không có chuyện này rồi, không được, không được. Cái câu này như nó bị sai chính tả rồi đúng không ta? À không, dùng động từ nguyên mẫu đó, đúng rồi. À, cái câu 22 chúng ta lưu ý giùm cô nha, ở đây nó không có nghĩa tới liên quan tới thành công cả, người ta thử mình về từ vựng đó. Đằng trước con số 22, chúng ta nhìn con 22 nó có chữ generations, đó là thế hệ, thì chúng ta phải nói là thế hệ kế tiếp, thế hệ nối tiếp, thế hệ sau. Thì chúng ta sử dụng tính từ này, cái chữ succeeding trong trường hợp này nó là tính từ. À, tức là nó là động từ thêm in thì nó có nghĩa là thành công, nhưng mà khi nó là tính từ nó có nghĩa là kế tiếp, cho nên nó là câu A. Rồi câu 23 đi. 23C. Ừ, mấy câu dễ này đi nhanh thôi. 23C ok. 24D. Skills. Rồi câu cuối cùng 25C. À 25C. Rồi thank you. Tăng Gia Bảo chiều nay có học đó không? Cô ơi, dạ có. Ai mới hỏi cô ơi sao? Dạ có cô. À có cô sao cô ơi, tưởng đâu bạn nào gọi hỏi gì nữa. Con làm cái bài truyền hình thực tế này chưa? Reality show này chưa? Dạ rồi cô. Nào chuẩn bị đọc đáp án nha. Cô ạ. Ừ, trả lời đi. Dạ. Cô là câu 26A. Rồi, câu 26A, đúng ha. Câu 26 là câu A. Fabricated imaginary. 27. Thưa cô là OC. Mark Burnett think the term reality were inaccurate. Ở đâu vậy? Ở đâu chỉ cho cô bằng chứng coi xem thế nào. Dạ dạ đẹp.
cái câu C là cô thấy bạn nào chưa có làm thì các em nhìn trong bài của mình đó, các em hoặc là nhìn trên màn hình đó. Cái câu C là bằng chứng nằm đây nè, mà không biết liệu nó có đúng không nha. Đây nè, Mark Bates này có nói một câu nè, Creator of Survivor and Other Reality. Cái ông này là ông người tạo ra cái chương trình truyền hình thực tế có tên là Survivor và những cái show thực tế khác nữa. Has agreed with some assessment. Ông ta đã đồng ý với sự nhận định đánh giá như thế này. And avoid the word reality. Ông né tránh đi cái từ thực tế. To describe this show, he has said, I tell good story. It's really not reality show. It's really unscripted drama. Unscripted. Unscripted nó có nghĩa là không có tạo kịch bản trước. Nó thực sự cái tên gọi của nó là kịch mà không có kịch bản trước. Chương trình không tạo kịch bản trước chứ không thể gọi là reality show. Ở đây thì con nói là ông ta nghĩ rằng cái thuật ngữ reality show is inaccurate. Thế cũng đúng chứ hả? Coi lại thì có chắc chắn là nó không? Nhưng mà tự vì ông nói là nên đổi cái tên lại là unscripted drama thì rõ ràng ông cho rằng cái này là inaccurate rồi. Nhưng mà cái câu này là câu not true mà con. À, cô cũng nhầm rồi đây nè. À, bỏ câu đi, chọn đáp án khác đi. Với câu B. Câu B mới là câu đúng. Câu B á là đáp án. Tại sao câu B nó là đáp án? Tự vì nó sai cái chữ này này, cái chữ before này. Ông là before. Mà chỗ này là round. Before đó là round. Ở trong cái bài của mình người ta dùng cái từ round, tức là khoảng about á, khoảng chừng cái năm đó, có thể là trước một năm hoặc sau một năm. Còn khi bạn đã sử dụng before là nhất định là phải trước chứ không được sau, cho nên nó sai nổi cái chữ before đó thôi. Nên câu 27 á là câu B. Rồi tiếp đi. Câu 28D. 27 là câu B nè, 28 là câu D. Ừ đúng. 29. Giờ 29D. Ừ, 29D. Ê, sao biết 29D? Giải thích cho lớp nghe coi. Ở trong đoạn thứ nhất, tác giả viết cái câu mà trong dấu ngoặc kép á, XE claim that, người ta thừa nhận rằng, mọi người thừa nhận rằng, giống như XE said that là người ta nói rằng vậy đó. Bởi vì sao? Bởi vì em chọn câu D. Chắc không á? Dạ, chắc. Chắc. Tại vì khi mà ông nói là người ta cho rằng, người ta đồn rằng là có dính ổng đó không? Là không. Cho nên là distance himself from statement. Đúng rồi, câu này là câu D. Rồi, làm đốt một câu nữa. Câu 30B. Sa thải hả? Làm gì mà từ dismiss là nó bằng với từ sa thải trong này. Cái chỗ nó sao mà gọi là sa thải được ta? Câu C. Câu C hả? Gần đúng chứ chưa đúng. Đúng là dễ bị nhầm lẫn cái từ này với câu C nhưng mà không. Cái từ vá lưu liệt là không có giá trị. Tức là bản thân nó là không có giá trị. Còn cái từ ở câu A này có nghĩa là làm cho người ta đánh giá thấp về mình. Đó. Làm mất uy tín. Cái nghĩa của nó như vậy đó. Ví dụ một cái chương trình nào đó, một cái chương trình truyền hình nào đó mà trước đây nó thu hút rất là nhiều người xem, nhưng bây giờ tự nhiên người ta không có còn xem nó nữa, thì nó đã bị cái trường hợp này nè, gọi là diminishing á, chứ không phải là nó vá lưu liệt nữa. Nhưng trong trường hợp này cái câu 30 á là mất dần uy tín. Chúng ta chọn cái nghĩa của nó sẽ bằng với cái câu này. Câu 30 là câu A. Rồi, thôi dừng lại để cô gọi bạn khác. Rồi, mấy câu lẻ lẻ các em sửa nhanh nhanh nha. Kim Phát. Kim Phát làm cho cô từ 31 tới 35 đi. 31 tới 34 đi. À, ngủ rồi đâu mất tiêu rồi. Epson rồi phải không? Bảo kia nè, Bảo Trọng á, Trọng Bảo. Dạ thưa cô, câu 31 câu B. Ừ, 31 B. Mọi người xem thử phải 31 B không? Cô 31B hả? À, người ta hỏi em là do you think mà sao em trả lời là yes it's a sharp idea con? Do you think that people should protect in the globalization? Phải câu A mới đúng. Câu A nhưng đúng, người ta hỏi mình do you think, mình trả lời yes no gì đâu đây. Are there no doubt about it? Tức là em hoàn toàn đồng ý, em cũng nghĩ vậy, giống như I do think so. Rồi câu 32 gì? Dạ câu 32 em chọn câu B. Rồi câu này đúng rồi, không bàn cãi nữa ha.
Đâu là phải không vậy? Tôi không thật sự đồng ý lắm đâu, tôi không hoàn toàn đồng ý đâu. Có những người thành công mà đâu có bằng cấp gì đâu. À đúng rồi. Rồi 33. 33 em chọn câu C. 33C. Đúng rồi. Những có bạn nào chưa hiểu câu 33C thì các em cứ lên tiếng đi ha. Chứ giờ không có biết là các em đã làm hay chưa gì hết trơn. Cái nhiệm vụ cô sửa giờ cũng không thể nào cô chờ các em được ha. Bạn nào chưa có rõ vì sao thì lên tiếng. Rõ ràng câu này cô thấy là nó nhượng bộ nhau đó. Một bên thì xuất sắc mà một bên thì không có quyết định win the trophy. Nên chắc chắn mình chọn câu C rồi. Mặc dù. Rồi câu nữa là câu 34. Dạ câu 34 nhờ câu B. Câu 34B, bác sĩ đang phẫu thuật cho thằng bé mà thằng bé đó nó mất một vài cái ngón tay bởi vì nó bị nó đốt pháo hả? À đúng rồi, đúng rồi. Câu này người ta sử dụng mệnh đề quan hệ thôi. Who lost several of fingers because of firecracker? Rồi, stop. Bạn tiếp theo. Mình Trí. Sao ở đâu đây mà nó... Rồi, con chờ cô chút xíu đi để cô bôi bôi hết cái này đi rồi trả lời lại chứ không đến này kỳ quá. Rồi, bôi tới đây được rồi. Rồi, nhiệm vụ của con là tới câu nào con trả lời đi, câu 35 á. Dạ, 35D. Ừ, 35D hả? Con có biết cái từ miserable là gì không con? Ví dụ như ai đó là mất tiền chẳng hạn, ai đó thi rớt chẳng hạn là người ta rất là miserable, phải không? Người ta rất là đau khổ. Sao à? Đâu rồi? By being very and shopping wisely, how wise can fit an entire family on? Cái người phụ nữ này, cái người nội trợ này họ mua sắm rất là thông minh và gì đó không biết mà chỉ cần bấy nhiêu tiền đó là gia đình người ta xài cả ngày cả tuần được rồi, ví dụ vậy đó. Vậy thì cái chỗ này là đang nói từ đồng nghĩa mà sao người ta đau khổ dữ vậy? Người ta tiết kiệm ngon chứ đau khổ gì đâu, tiết kiệm. Còn trái nghĩa với nó là câu B các em, cái từ này là xa xỉ nè, còn cái từ này là nhạy cảm, mà nhạy cảm theo nghĩa là thông minh á, ai nói cái gì mới nói sơ sơ cái mình hiểu liền á. Còn nhạy cảm theo kiểu mà da của mình bị nhạy cảm thì chúng ta có một cái từ bà con với nó, đó là sensitive. Đó, sensitive ở đây có nghĩa là thông minh. Rồi 36 đi, chưa làm thì cứ như giờ làm. 36 gì? Ờ 36B, cái này là sự thoát ra đó, phóng ra, thoát ra. Tiếp. Dạ, 37C. Ừ, 37C. À, câu 37 cô nói luôn nè, các em gạch chân cái chữ insist ở đằng trước nè, nó cùng họ với mấy cái chữ mà cô có ghi đó, suggest, demand, advise hoặc là asked, yêu cầu vân vân. Thì đằng sau đó chúng ta cứ tưởng tượng mình nhìn ngay cái động từ suggest là mình biết cái cấu trúc nó là sao rồi. That cộng chủ ngữ cộng verb 1, vậy thôi. Mà verb 1 ở đây mình ngầm hiểu nó là bằng với should cộng verb 1. Chữ should người ta không sử dụng, người ta bỏ đi thì còn lại phủ định là nó cộng verb 1. Tiếp đi con, 38. Dạ, 38 đi. Ờ, phòng khi trượt và té hả? Phòng khi trượt và té hả? Rồi đúng. 39. Dạ, 39A. Rồi 39A, đây là bộ môn thống kê, xác suất thống kê ha. Đây là danh từ, nó có hình thức số nhiều nhưng mà cái nghĩa lại số ít. Con có thể cho con một số từ nữa trong tiếng Anh mà thấy nó như số nhiều nhưng mà thật ra nó số ít được không? Cho các bạn nhớ lại thử coi, ví dụ như từ nào. Dạ. Cô chủ nhiệm con dạy môn gì? Dạ, physics. À, physics, đúng rồi. Hoặc là ngôn ngữ học nói chung, linguistics, kinh tế học, economics. Đó, ví dụ như thế là môn chính trị học, politics. Đó, những cái thứ đó. Thì nó sẽ có cái đuôi là như thế này này, CS nè. Nhưng mà nó là số ít. Tiếp, 40. Dạ, 40A. 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 Cô A là sai đó.
cả những gì bà được cần, tất cả những gì mà được cần để giúp những người ở miền Trung Việt Nam, đó là tiếp tục cung cấp những cái đồ cần thiết cơ bản, chắc là lũ lụt rồi đó. Vậy câu này all that, đại từ liên hệ, thấy chữ O thì chỗ này là all that in it. Câu 40 là câu C. Rồi bây giờ thế nhân. Hello thế nhân đâu rồi? Rồi im lặng rồi phải không? Ngọc Sương. Dạ. Trả lời đi. Câu 40. Mùng 1. Câu 41 là câu quan trọng câu C. Ừ, chọn câu C hả? 41 là chọn câu C, coi chừng nó sai đó. Con nhìn cô gạch chân á. Dĩ nhiên là con thấy there is thì con phải dùng is and there rồi. Nhưng mà con thấy đằng trước giá mà cô cho I suppose thì con chọn câu C được. Nha, các em lưu ý người ta hay gài mình á. Còn chỗ này người ta để là I don't suppose. Thì I don't suppose there is. Đã thì nó cũng có khác gì là I suppose there isn't. Nó kiểu giống vậy đó. Cho nên câu này đáp án sẽ là câu gì? Câu A. Ừ, câu đó câu A. Ví dụ như người ta để là I don't think, I don't suppose gì đó thì coi chừng là cái chỗ đó nó đã phủ định rồi, nên đằng sau này chúng ta chỉ lấy khẳng định mà thôi. Rồi 42. Dạ 42 con chọn câu A. Rồi đi nay cộng vẹp in. 43 đi con. Dạ 43 con chọn câu A. À 43 chọn câu A. Ai chưa hiểu thì cô nói cái chỗ này là so sánh bằng nha. Dạng phủ định của so sánh bằng not so much as, và chữ so này có thể thay thế bằng chữ as, not as much as. 44. Dạ 44 con chọn câu B. Nghĩa là gì con? Đúng rồi đó, nhưng mà nó nghĩa là gì? Dạ nó bằng nghĩa với lại từ but đó cô. Ừ, nó bằng với nghĩa từ but hoặc nó bằng với từ however, tuy nhiên. Vậy thôi. Còn khi nào nó đứng ở cuối câu của thì hoàn thành á, thì hiện tại hoàn thành thì nó mới là chưa. 45. Dạ 45 con chọn câu A. 45A hả? 45A nó kỳ kỳ á các con, nó kỳ kỳ lắm á. Nếu mà chọn câu A chẳng bao giờ nó có chữ ọp này hết trơn á con. Vì động từ support, động từ support đâu có dùng giới từ. Đó. Để khả năng cao là câu D. Đó, câu D chắc chắn là câu D. Rồi, được rồi. Rồi bây giờ xuống dưới câu 46 nè. Nghe coi các em nghe luôn, phải cô cho đáp án luôn nè. Making mistake or of growing up. Rồi mình gặp lại cái từ Chuck and She nãy đây. Hoàn toàn khác biệt. Odd and end là hình như cái cụm từ này có nghĩa là những thứ lặt vặt, những thứ vụn vặt. Rồi top and bottom thì lấy theo nghĩa đen rồi. Và cái đáp án là câu đề nè. Parts and partial. Part and partial nó có nghĩa là very necessary for, very vital for. Có nghĩa là sai lầm. Sai lầm là những gì cần thiết, là điều hiển nhiên, là những gì cần thiết để con người ta trưởng thành. À, nhớ cái thành ngữ là part and partial. Câu số 47 thì chúng ta thấy rằng nó có từ paper là tờ báo, thì dĩ nhiên nó là bài báo rồi, là câu D. Câu số 48 này, agree with somebody on something. Mà cái chỗ này one point là something thì chúng ta phải dùng on thôi. Mình cứ nhớ là agree và disagree with somebody on something. Rồi, câu số 49, cái từ cơ hội, và nhớ là nắm bắt cơ hội chúng ta dùng câu B nha. Những câu dễ này cô nói luôn nè. See opportunity. Còn nếu mà chúng ta muốn dùng là tận dụng cơ hội thì cái tận dụng là chúng ta phải dùng là make use of, nó phải có chữ of. Chứ không có ai mà dùng khai thác cơ hội, không có. Câu get là bỏ đi. 49 là câu B. Rồi câu cuối cùng là câu A. Nước Bồ Đào Nha là tên của một đất nước không dùng cái gì hết, nhưng mà Netherlands là Hà Lan là phải có. Rồi, một số tên nước mà có dùng mạo từ the, ví dụ nhà UK nè, US nè, Philippines nè, bữa nay thêm cái chữ Netherlands nữa. Rồi, xong, chấm dứt đề số 1. Rồi, có bạn nào thắc mắc gì không, đề số 1 không? Chuẩn bị mình qua đề số 2 nha. Bây giờ cô sẽ gọi tên cô giao nhiệm vụ 3 bài đọc luôn đi. Cho ai đó mà chưa có làm thì phải lo chuẩn bị đi, lát nữa làm và giảng giải cho những bạn còn lại hiểu. Thank you.
vì việc chị hỏi cái này sẽ bấm lại cái nút chia sẻ màn hình, bấm chỗ nào vậy? Nãy do gì tắt gì à, nãy chị tắt để chị sửa lại cái đề đó, giờ mình bấm lại mà vô chỗ nào vậy để chị biết lúc lát nữa chị Google rồi toàn bộ màn hình rồi ok. Rồi bây giờ tiếp tục qua đề số 2 nha các em. Cô mời bạn Phương Uyên hai câu đầu. Dạ, câu 1 A. Ừ, câu 1 A, câu 2 gì? Câu 2 B. Rồi, 1 A 2 B, mọi người xem thì đúng không? Câu số 1. In general là nói chung, và đây người ta sử dụng là similar. Cho nên câu số 1 là câu A về mặt nghĩa và cấu trúc là đúng rồi, câu 1 là câu A. Hồi nãy bạn chọn câu 2 gì cô quên rồi. Dạ 2B ạ. Rồi 2B đúng. Doctors are operating on the man who was shot in the bank robbery. Ta sử dụng cái mệnh đề liên hệ ha, ta sử dụng mệnh đề liên hệ để nối hai câu lại với nhau. Bây giờ mình sẽ sửa mấy câu lẻ trước ha. Lát nữa cô giao nhiệm vụ những một số bạn sẽ lo cái bài đọc, làm cái bài đọc và giải thích cho lớp hiểu. Bây giờ mình sẽ xuống câu số 10. Khánh Linh 10 đến 12. Nếu chưa làm thì cứ nhìn lên màn hình đây rồi vừa làm vừa trả lời cho cô. Sao có nhiều bạn cô gọi không thấy tâm tiếng gì hết à ta? Các em không có gắn, không có bật cái nút mic hay là các em không có học? À có cái lên micro của bạn Khánh Linh bị hư đó cô. Là bạn nào đang lên tiếng đó? Dạ, Kim Ngân cô. Kim Ngân trả lời đi. Dạ. Câu 10A. Câu 10A. Sửa như thế nào con? Dạ, con nghĩ là dùng will con. Will hả? Will be hả? Con làm như câu điều kiện sao will be con? Câu này đâu phải câu điều kiện đâu. More research is needed to find out. Nhiều nghiên cứu hơn nữa cần được tìm ra. Cần được tìm. Chữ if này có nghĩa là nó bằng với chữ whether, có nghĩa là liệu, liệu mà, hay là thử xem. Việc châm cứu từ lạ lạ, việc châm cứu mà sao là được giúp đỡ được, con dùng chủ bị động, người ta dùng bị động là không ổn rồi. Nhưng mà vấn đề là mình sửa như thế nào. Người ta cần có nghiên cứu nhiều hơn nữa để xem thử việc châm cứu nó có thể giúp làm giảm bớt một số cái triệu chứng như là đau, lo lắng hoặc là thở dốc. Thì trong trường hợp này đáp án là câu D là đúng rồi, nhưng mà khi sửa thì chúng ta phải nhớ rằng nó sẽ là can.
chứ không phải là will là y nữa. Can have, câu số 10. Dạ. Đó, cái này chúng ta sửa lại là can have. Rồi, câu 11 đi. 11B. 11B, provide. À, chúng ta phải sửa lại là providing. Cái này gạch thì chúng ta không có gạch chữ này đâu ha, chỉ gạch mỗi cái chữ provide thôi. 12. Dạ. 12A. She complained that. Cô ta phàn nàn rằng chồng cô ấy không bao giờ khen cô ấy hết hả? Câu này là câu A, đúng rồi. Và chúng ta nhớ cái này người ta thử mình cái lỗi về chính tả ha. Cái chữ này là compliment, là cái chữ này là chữ Y đó. Đúng không? Tác giả trả lời A mà có phải sửa vậy không? Dạ. Đúng rồi. Vì với lại các em ghi luôn cái thành, cái cụm động từ này, cái thành ngữ này pay, giờ giống như trả tiền vậy đó. Pay someone a compliment. Thì ở đây người ta dùng compliment số nhiều. Pay someone a compliment là khen ngợi ai đó. Rồi, cảm ơn con. Tiếp tục. Phan Thanh, Phạm Thanh Sơn. Thanh Sơn 13, 14, 15. 13 câu A. 13 câu A. Chưa đúng con. Câu C. Không biết có đúng không nữa, suy nghĩ lại đi. Cái câu số 13 chúng ta lưu ý nè. They believe that burning fossil fuel is a man. Cái đâu là câu bị động tường thuật, câu tường thuật đàng hoàng thôi. Và mình đổi sang bị động, có câu A có đúng không? If he believe that là ổn rồi đó ha. Người ta tin rằng the air pollution is mainly to blame for burning forest. Sao là e to blame? Sao là dùng là to blame, e mainly to blame? Thì không đúng rồi, cấu trúc là không được rồi. Câu A là không đúng. Câu C. Burning fossil fuel is believed to have a cause. Cô đang thắc mắc cái chỗ này nè. Ở trên cái đề của mình là ta dùng hiện tại đơn, rồi đằng trước cũng hiện tại đơn, mà dùng to have a cause là người ta đã lùi thì rồi, không được. Cho nên câu C không được. Thì ở đây chúng ta lưu ý cái câu D đó, nó là đáp án đó. Bình thường chúng ta sẽ nói là e responsible for, mình đã từng học nè, e là to be nè, responsible for là chịu trách nhiệm về. Nhưng mà cái chữ thì người ta còn dùng một cái cấu trúc đó là hold something responsible for. Hold something, chúng ta nhớ nha, hold something responsible for tức là đổ lỗi cái gì đó cho cái gì đó, hay là bắt buộc cái gì đó phải chịu trách nhiệm về cái việc gì. Thì cái chỗ này người ta nói nè, if he believe that là ổn rồi. Burning forest, he how responsible là người ta đang dùng cái dạng passive đó. Cho nên nhớ cái chỗ này là to be how responsible for là do bởi, à là gây ra cái gì đó, là gây ra cái gì hay là chịu trách nhiệm về cái gì. Cho nên câu số 13 nó hơi lạ ngay chỗ động từ how, chứ chúng ta không có nhận ra. Thì ngay cái chỗ này mình học luôn. Đáp án của câu này là câu D. Rồi 14, 15 đi con. Dạ, 14B. Ừ, 14B, câu này dễ rồi. 14B đồng ý. 15. 15A. Rồi, 15A, chính xác, thank you. Đồng Phương Ngân, không, no, no, no. Nguyễn Minh Khang. Nguyễn Minh Khang sẽ chọn tiếp. 16. Dạ, câu 16 là con nghĩ câu A. Are you thinking of flying business class? Bạn có dự tính là bay vé hạng thương gia không? Không hả? Chỉ ngồi ngoài đường hành lang thôi chứ không cần mua vé hả con? Mà con ngồi ở đâu, con lên máy bay con ngồi cũng phải mua vé chứ. Chỉ ngồi ngoài cái lối đi thôi đúng không? LC. Câu C, không, tôi không đi vé thương gia, tôi đi cái vé này thôi nè. Nó có hai loại là economy và business hả? Chứ làm sao mà giờ có ngồi ở đâu cũng phải mua vé mới lên máy bay chứ. Rồi, 16 là câu C. 17. Dạ, 17C. Ừ, 17C, đúng. 18. Dạ, 18B. Quá đúng. Mấy câu này dễ lắm, tụi con đánh rất là nhanh luôn. Không làm và nhắm mắt đánh cũng ra nữa phải không? 19. Dạ, 19D. Rồi, 19D, 20. À, 20B. À, warn somebody about something. 21.
Dạ 21 B hả? 21 B nghe cũng có lý nha. They had arrived at the body. Phải. They were surprised to find the... Vậy nó không có liên kết gì với nhau hết trơn á. Cái dấu phẩy nó đứng này nó kỳ cục lắm. Tự nhiên hai cái câu nếu mà vậy thì cái chỗ này nó là hai câu đơn bình thường thì người ta dùng cái dấu chấm cho rồi, không ai dùng dấu phẩy ra hết trơn á. Vậy câu C. À câu C hả? To have attended hả? Là sao con? To have cộng với 3 nghĩa là gì? Dạ để tham tham dự vào buổi tiệc thì họ ngạc nhiên. Nhưng mà tham dự mắc gì người ta không dùng attending cho rồi, dùng to have và attended là cái gì? Ừ? Tự nhiên mở đầu một câu mà dùng to have cộng với 3 là điều không thể xảy ra rồi. Nghe, đáp án câu 21 là câu A, lý do như sau. Cái từ arrival là tiếng danh từ của động từ arrive. Và bây giờ thay vì cô nói là arriving, arriving at the party, when arriving at the party, cô dùng on arrival. On cộng tiếng danh từ có nghĩa là khi đến, lúc đến bữa tiệc. Người ta đây làm cái cụm thôi đó, nó là cái cụm giới từ. Cho nên câu đó là câu A. Rồi, được rồi, cô mời bạn tiếp theo Tường Vi làm note những câu còn lại. Sao âm thanh nghe nó ồn, nó rè dữ ta. Tường Vi nghe rõ không Tường Vi? Dạ nghe tôi. Rồi con trả lời đi. Ờ dạ 22 con. Từ cô, tại vì mạng con nó hơi lag nên nó bị mờ câm mà cô. Ờ thôi, rồi được rồi, được rồi. Câu 22 là C. Ừ. Cái thành ngữ gây hại chúng ta nhớ là do harm. Rồi, 23. Cô là 23B. 23B hả? 23D đi ri hả? À, cái training call là cái khóa tập huấn hoặc là... Ừ, cho thôi được rồi, thôi con dừng lại đi, mạng nhà con yếu quá nên nói nó bị ấy rồi. Bây giờ chúng ta xem câu 23 để chúng ta phân biệt ha. Cái training call là cái gì? Là một cái khóa tập huấn hoặc là một cái khóa học để tu nghiệp, nhằm để mà cho mình, để cho cái người học người ta nắm rõ hơn về cái kỹ năng. Nó gọi là đào tạo một cái kỹ năng riêng biệt, chuyên sâu một kỹ năng nào đó trong công việc, cái này gọi là training call. Và học xong một cái training call thì cái mà chúng ta lấy được á, lúc nào cũng là cái certificate. Sau khi hoàn tất cái khóa tập huấn thì mỗi người tham dự sẽ được trao một cái chứng chỉ để công nhận là đã hoàn thành chương trình completion. Còn cái degree nó dành cho bằng tốt nghiệp đại học trở lên nha. Cái chương trình nào mà đào tạo từ 4 năm trở lên á, từ 3, 4 năm hoặc sau nữa thì người ta dùng đó là degree. Còn cái diploma là đào tạo từ 1 đến 2 năm nhưng mà nó không có đi với cái chữ diploma of completion, nó không có. Cứ chúng ta thấy cái chữ training course thì chúng ta phải dùng cái từ certificate. Còn cái qualification nó có nghĩa là trình độ chuyên môn. Nói chung chung thì không thể nào dùng trường hợp này được hết. Cho nên trong trường hợp này chúng ta phải nhớ nó là câu B. Ngoài ra cái chữ này nó còn thường dùng với cái chữ đó là giấy khai sinh và giấy chứng tử ha. Chúng ta nhớ cho cô hai cái chữ đó. Nếu giấy khai sinh thì mình dùng là birth certificate. Còn giấy chứng tử là death certificate. Đó, cộng thêm với cái training call này nữa nè. Rồi. Câu 24. Nó có chữ high level các em. Chúng ta để ý cái từ high á. Thì khi mà đã dùng high thì không có ai mà dùng dư thừa cả. Không có, không có ai mà dùng chuyên sâu. Không có, kỳ lắm. Cho nên đáp án sẽ là câu C. Excessively high level. Rất cao hay là vượt mức. Câu số 25, các em sửa cái đề dùm cô, nó bị sai chỗ này ha. Câu 25C á. Các em bỏ cái từ impossible đi. Tự nhiên lộn nó tính từ để làm gì. Và các em thay cái chữ impossible thành cái chữ cơ hội này cho cô nè, từ chance. Và chúng ta sẽ có cái thành ngữ đó là leave nothing to chance. Leave nothing to chance. Chúng ta ghi chú vô. Đáp án câu này là câu C. Người tổ chức sự kiện họ luôn chuẩn bị cẩn thận mọi thứ để lường trước rủi ro. Tức là không có để cái điều gì sai sót xảy ra hết. Nhưng mà cái chữ sai sót trong trường hợp này người ta không có dùng mistake. Còn cái chữ cơ hội người ta cũng không dùng cái chữ opportunity nha. Mà chúng ta cứ nhớ cái thành ngữ là leave nothing to chance.
Các em cứ nhớ như thế. Câu 25 là câu C. Rồi, trả lời phụ cô đề. Trung Nguyên 26 thứ 30. Sao bữa nay có nhiều bạn không có dùng mic vậy ta? Trọng Tín, mời bạn Tín. Dạ cô. Ừ, trả lời đi con. Cô 26, con chọn câu D. Vậy, người phụ nữ đột nhập vào nhà cảnh sát hả con? Câu C. Câu C, người phụ nữ bật khóc. Từ này cô nói lớp hoài đó. Hoài có nghĩa là xe hơi mà nó hư hỏng thì người ta dùng breakdown. Còn con người mà breakdown tức là bật khóc á. Rồi, câu 27. Dạ, câu 27 D. D hả? D, D. Làm gì có. Đây là câu đảo ngữ của mệnh đề mặc dù. Đó là mệnh đề on though. Though on though. Thì chúng ta phải nhớ hồi trước cô có nói nè, tính từ cộng S cộng chủ ngữ cộng B. Rồi, chọn đi. Là câu B. Ờ, câu B. Thì thật ra mọi người lưu ý nè, intelligent as the boy was thì bằng although the boy was intelligent. Vậy thôi. Đó, rồi. Với lại cô nói luôn cái chữ S chỗ này nè, một số đề người ta không thích dùng chữ S thì người ta dùng cái chữ though là mặc dù á nha. Nó không có chữ on though mà người ta chỉ dùng chữ though không thôi. Thì nó cũng vậy đó. Rồi, tiếp đi, 28. Dạ, câu 28A. Ờ, 28A, đúng rồi. Cái trật tự tính từ các bạn nào mà quên thì làm ơn coi lại ha. Hay là chỉ cần gõ lên mạng là thấy liền thôi. Câu 29. Câu 29A. Ừ, chiếm tỷ lệ. Một câu nữa là nghỉ. Dạ, 30 câu B. À, 30B. Having cộng verb ed hoặc verb 3 là dùng để nhấn mạnh cái việc đó xảy ra trước cái việc đằng sau. Nếu hai mệnh đề này có cùng chủ ngữ và chủ ngữ này mình ngầm hiểu, đó là mark. Rồi, xong. Làm hết mấy câu lẻ luôn đi. Đức Thiện. Đức Thiện làm cho cô câu 36 cho tới 40. 36, 39 nhé Quân. 36 tới 39. Dạ, câu 36 con chọn câu D cô. Revival. Để cô đọc thử coi. Liberty. Liberty. Final. Câu A chứ cô. Ai biết đâu thì con nói chứ cô có nói đâu. Và rốt cuộc câu trả lời cuối cùng là câu gì? Dạ, câu A cô. Ờ, đúng rồi, câu A. Câu giải phóng. Liberty. Sao nó lại mất cái tín hiệu này rồi kỳ ta. Rồi, câu 36 là câu A, ok. Câu 37. Câu 37 sơ cơ. Introduced. Cái này là sơ nè, introduce. Thì khi bật vô nó sẽ là sơ tờ. Developer thì tận cùng nó sẽ là tờ. Influence là chữ sờ thì tận cùng nó cũng là tờ. Còn cái chữ ray nó cuối cùng nó là raise. Thì nó là raise the. Nghe rõ chưa? Cái câu này bữa nay sai là chết rồi. 37 là câu B. Rồi, 38. Dạ, câu 38 con chọn câu C cô. Đúng rồi, 38C, đồng ý. 39. À, 39A. Rồi, quá đúng. Rồi, còn câu nào lẻ lẻ nữa không ta? Hình như hết rồi phải không? Đây, 45 cho tới 50. 45 con chọn câu C. 45 là con chọn câu C. Ừ, đúng rồi. Câu 45, những ai chưa hiểu thì lưu ý nè, câu này cái từ scanty nó lạ lắm luôn á. Thật nó rất là lạ nhưng mà mình có thể đoán được ha. Người ta nói là cái bộ tộc da đỏ. Cái bộ tộc da đỏ của người Úc là những người rất là giỏi sinh tồn trong một cái môi trường gì đó, trong một cái môi trường mà có nguồn tài nguyên thiên nhiên như thế nào đó. Không lẽ giờ tài nguyên dồi dào nữa, tài nguyên dồi dào mà nói người ta sinh tồn giỏi thì có gì đâu để nói. Tài nguyên thiên nhiên là sao? Thì nó bình thường, nó có nghĩa nó không có đúng. Rồi cái chữ này là bình thường cũng không đúng mà phải là
giới hạn hạn hẹp. Rồi cô gọi bạn khác ha. Mời bạn Trần Vi Thanh. Trần Vi Thanh sẽ làm nốt những câu này 46 tới 50. Dạ cô, câu 46 con chọn câu B. Câu 46 là câu B. Câu B á hả? Con nghĩ vậy. Ừ, con nghĩ vậy chắc cũng có thể đúng á. Anh ta không có, cái từ này là chớp nè, chớp mắt á các em. Eyelid là cái mí mắt rồi con biết rồi. Anh ta không có chớp mắt khi anh ta nhận ra mình thi rớt. Chớp mắt ở đây có nghĩa là anh ta không có thể hiện cái biểu cảm gì trên khuôn mặt của mình hết trơn á. Nghe thi rớt thì cũng cứ hay vậy thôi chứ không có cái biểu cảm gì hết trơn á. Và cái này là opposite nha, cái này là đối nghĩa đó coi chừng. Vậy thì chúng ta phải nhớ là didn't pass in eyelid thì bằng didn't show surprise. Cho nên cái câu này anh ta không có ngạc nhiên chứ không phải là anh ta không quan tâm các em. Cho nên câu này là câu 47 là câu C đó. Các em cứ nhớ là bad in eyelid là bằng so surprise. Thể hiện cái biểu cảm đi khuôn mặt hay là chớp một con mắt thì gọi là thể hiện ngạc nhiên. 47 là câu C. 48. 48 là câu D. Ừ, cái từ này là an ủi. Thì cái chỗ này sẽ là làm nản chí nản lòng, không có động viên an ủi gì hết. Câu 49. Câu 49 là câu C. Ừ, cartoon nhấn âm số 2, đồng ý. Câu 50. Dạ câu C luôn. À câu C, bây giờ thử nha. Development nhấn âm 2. Certificate nhấn âm 2. Knowledgeable. Còn từ này nè, prosperity. Âm 2, từ này có nghĩa là sự thịnh vượng ha. Trong 4 chữ này mới nè. Và đáp án từ này nhấn âm 1. Đó là câu A. Rồi bây giờ cô sẽ giao nhiệm vụ 3 cái bài đọc này cho 3 bạn sau đây. Cô nói tên, tụi con có thể chuẩn bị lại trong vòng mấy phút nữa đây. Cô sẽ quay lại sửa ha. Bạn Như Huyền có mặt đó không? Nguyễn Ngọc Như Huyền. Dạ có cô. Rồi lát nữa con lo cái bài đọc đầu tiên nha. Bài đọc thứ nhất. Dạ. Lát nữa con sẽ trả lời bài đọc thứ nhất. Bạn tiếp theo đó là bạn Lê Minh Trang sẽ là người lo bài đọc thứ hai. Minh Trang có học không? Có đang có đó không? À, im lặng là option rồi đúng không? Trần Hải Đăng đâu? Dạ dạ. Rồi bài đọc thứ hai trong cái đề này là của con đấy. Dạ, dạ. Rồi Thanh Bạch đâu? Thanh Bách chứ không? Thanh Bách đâu? Thanh Bách này cô gọi lần thứ hai là như không có nghe tâm hơi. Hello, gì. Hello sao cô ơi? Lát nữa con sửa cho cô bài đọc thứ ba nha. Dạ. Tức là trong cái đề đó mình đã đi xong hết rồi, giờ còn mấy câu lẻ đó. Rồi coi lại cho kỹ đi. Làm đi, nếu chưa làm thì bây giờ bắt đầu làm đi. Đúng 10 phút nữa cô sẽ quay lại rồi sửa. Ba bài đọc. Thank you.
xong rồi lại làm tiếp. Lạnh hả? Không, bây giờ nó mát rồi, em tắt bớt máy lạnh đi, tại vì trời bữa nay cũng không có nóng lắm, em tắt bớt máy lạnh đi, chị giờ cũng thấy hơi lạnh rồi đó. Ừ. Này đến 16 độ. Mấy người gầy gầy cũng lạnh chứ. Đúng rồi. Thì nó đây nè, tại vì
Rồi bây giờ mình bắt đầu sửa nghe các em. Hồi nãy cô gọi ai bài thứ nhất đó, giờ tụi con có nhiệm vụ trả lời bài đọc thứ nhất đi. Rồi chỗ nào cần thì mình show cái bằng chứng ra, cái bằng chứng này cho các bạn theo dõi. Hồi nãy cô gọi, rồi bây giờ người thứ nhất đi. Ai có nhiệm vụ trả lời bài thứ nhất trả lời đi. Dạ câu câu 3D. Sao biết vậy? Sao biết câu D rồi? Dạ là ở cái dòng thứ 3 của đoạn 1 là số 155 là nó nói là hơn 30 lần so với cái việc di chuyển bằng máy bay, nên là con lấy 155 đem chia cho 30. Rồi đúng rồi, chính xác. Câu 3 là câu D. Câu 4. Dạ câu 4D. Rồi 4D, chữ X đó là bằng với chữ giao thông công cộng. Câu số 5, câu này hơi khó một chút ha, ráng lựa cho kỹ và chọn đáp án nào đây. Dạ 5A. 5A. Rồi các ông này ổng thường nhớ, ăn con nên nhớ là câu này là not true. Câu nào là câu không đúng về các ông này? Often travel by public transportation, usually especially by bus, especially the bus. Ông này ổng không có sử dụng giao thông công cộng hả? Chắc không vậy? Dạ tại vì cái bài này không có nói là không có nói là ông này chủ yếu đi bằng xe buýt. Ừ. Nếu mà cô tìm ra một chỗ nó có nói thì sao? Nè, con nhìn cái câu mà cô chỉ đến màn hình nè. Ông này này đúng không? Đúng tên ổng chưa? E a Strahanger, a person who rides public transportation. Thấy chưa? Dạ. Vậy là ổng có đi không? Dạ có. Dạ có. Nhưng mà sao? Nhưng mà người ta đâu có nói là đi xe buýt. Với hồi nãy giờ ở trên nó đề cập gì, để xem nào. Sao nó ồn dữ ta, không nghe được cái gì luôn. Con nghe rõ không vậy? Nghe rõ cô. Rồi bây giờ mình tiếp tục nè. Sao ồn quá. Cái câu này á là con chọn là câu A. Nhưng mà cô thấy có một cái chỗ nữa nó cũng không có đúng, nó không có đề cập gì trong bài hết trơn, đó là câu D đó. Hãy xem cái câu D thử coi. He launched a campaign to encourage people to use public transportation. Con có chỉ ra cho cô được cái câu D là chỗ nào có nói là ông ta đẩy mạnh, ông ta bắt mọi người với hưởng ứng cái phong trào là đi bằng xe buýt không? Đi dùng giao thông công cộng không? He launched a campaign, ông ta đưa ra chiến dịch để khích lệ người ta sử dụng giao thông công cộng. Ông ta có đưa ra cái nào là cái campaign không? À, dạ không. Bởi vì chúng ta biết rằng khi mình đã nói tới cái public transport á, thì cái điều đầu tiên là nghĩ ngay đến cái chuyện đầu tiên người ta nghĩ đến nó phải là xe buýt rồi. Rồi sau cái xe buýt đó là người ta nghĩ đến cái subway, chỉ có hai cái đó thôi. À, cho nên ở trong này dù rằng ở đây á thì người ta không có nói là cái chỗ là đặc biệt là đi bằng xe buýt, nhưng mà cái chỗ mà ông ta có sử dụng giao thông công cộng là có đó. Cho nên câu đó cô nghĩ không thể nào chọn câu A được, mà riêng câu D cô không thấy một cái chỗ nào hết. Ổng còn nói là đi nó chậm gì đó, nó bất tiện nữa tùm lum hết mà. Cho nên không thể nào nó là ổng đưa ra cái chiến dịch để khuyến khích người ta sử dụng cái này. Thì nghĩ là cái câu này nếu mà for so giữa câu 5 á, trong câu 5A với câu 5D thì câu 5D mới là câu đúng hơn. Đó, chứ không phải là câu A đâu. Câu D, not true. Cái D người ta cho là not true mà đúng không? Câu D. Câu số 6. Sao ổn chứ ta? Dạ, 6D. Ừ, 6D. He or she will know how to behave in public places and cooperate with others. Đúng rồi đó. Con có thể chỉ bằng chứng làm đâu được không cho các bạn theo dõi nè. Cuối cuối đâu đó. Dạ, ở đoạn cuối. Ừ. Do dòng thứ tư từ dưới đếm lên. Chính xác. Những ai chưa tìm ra thì nhớ ha, dòng thứ tư từ cuối bài đếm lên. Đó là câu số 6. Rồi, tiếp đi con, câu 7. Dạ, 7D. 7D hả? Coi kỹ cái đề. Which of the following is not mentioned in the passage as one the one that benefit from the public transport? Cái nào là cái không được đề cập trong cái đoạn này như là một yếu tố mà hưởng lợi từ giao thông công cộng?
Con mới trả lời câu số 6 là câu D đó, mà sao giờ con trả lời câu 7 là câu D là nó cực kỳ sai đấy ha. Con thấy câu 6 không? Benefit as a public transportation rider. Mà sao bây giờ tới đây là bus rider là không được? Dạ là câu B. Dạ đổi tới câu B là đúng không? À câu B mới là câu đúng. Chỉ có cái ông lái xe hơi mới không có hưởng lợi thôi, chứ còn ba cái kia cái nào cũng có hưởng lợi hết trơn á. Môi trường thì sạch hơn, thành phố cũng vậy, còn cái kia nó đã nói rồi mà. À, nè, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng cái chữ bus rider ở câu D, bus rider là người đi bằng phương tiện xe buýt, tức là người ngồi ở trong xe buýt đó nha. Còn bao giờ mà bus driver thì mới là tài xế chở mình đi, rõ chưa? Cho nên mình coi chừng cẩn thận cái đó, hiểu nhầm chỗ này đó. Cho nên câu này chính là tài xế xe hơi. Rồi, câu số 8. Dạ, 8D. Ừ, 8D, đồng ý. Fewer people use private transportation mean less fuel use, hence cleaner environment. Cái chữ hence này có nghĩa là vì vậy cho nên ha, vì thế cho nên dẫn đến môi trường sạch hơn. Câu 9. Dạ, 9C. 9C, public transportation cleaner city. Thành phố sạch hơn, chỉ có mỗi thành phố thôi sao? Hồi em con nhìn lại câu số 7 hồi nãy cho cô nè. Có 3 4 thứ hưởng lợi trong 4 cái đáp án này mà nó chỉ nói mỗi thành phố không là không đủ rồi. Đúng không? Đôi khi làm câu này nó lại liên tưởng tới câu kia. Các bạn vừa xem này, cái câu số 7 đó, chúng ta thấy là những cái yếu tố mà có hưởng lợi gì đó là 3 yếu tố, là môi trường, thành phố và người đi xe buýt. Chỉ có xe hơi là không hưởng lợi thôi, chỉ có tài xế xe hơi là không thôi. Vậy mà bây giờ chúng ta lại nói là public transportation cleaner city nó mới có lợi thành phố không, còn hai cái yếu tố kia chi? Cho nên chưa đủ. Dạ, câu B. À, câu B mới là câu đúng. À, câu này là we are benefits. Câu 9 là câu B. Rồi, cảm ơn con. Bạn số 2. Bài này nhanh, làm nhanh thôi. Hồi nãy cô gọi ai cô quên rồi ta? Bách đúng không Bách? Không phải Hải Đăng chứ. Đâu rồi? Tác giả của bài. Rồi. Dạ, trả lời xong, làm xong chưa? Câu mấy con? 31. Dạ rồi, câu 31C con. Rồi, densely populated, gọi là cái khu vực mà có dân số có dày đặc, densely nè. Rồi, 32. 32D. À, đưa ra cái vấn đề nào đó thì có là chữ bold, giống như tạo dáng là bold. Rồi, bold problem. 33. 33C. Lack of là thiếu hụt. Rồi, 34B, survival, đúng rồi. 34, survival. Còn câu cuối cùng là gì? Cuối phòng C. À, câu C. Chữ seek nó có hai trường hợp là không có giới từ gì cả, và thứ hai là có giới từ for, thì trong trường hợp này là câu C. Rồi, rất là nhanh. Bài thứ 3, đi qua bài nó về Robot. Bạch chứ mình Thanh Bách phải không? Nãy cô gọi con làm bài này đúng không? Dạ. Rồi, trả lời cho cô nghe này, cái Unimation là cái gì đây? À, dạ 40A. À, 40A, sao biết A? Chỉ thế, bằng chứng nằm. Cái đoạn gần cuối nó nói cái Unimation là một cái company đúng không? À, đúng rồi, company. À, company producing robot. Câu 40 là câu A, đúng rồi. Dạ, câu 41A. 41, câu A. What can be said about current capacity? Thôi con cho bằng chứng đi. Dạ, cái đoạn đầu của cái đề đúng không? Đúng rồi, dòng đầu tiên của đoạn 1 mở bài vô là thấy ngay câu đó rồi. Anh ta là người đầu tiên tạo ra cái từ có tên là robot. 42. À, 42B. Ừ, 42B, đồng ý. 43. À, 43D. 43D. Dòng mấy đoạn mấy? À, 40. Dạ, cái dòng thứ hai. Dòng thứ ba, thứ hai gì đó của đoạn 2 đúng không? Rồi. Câu cuối cùng. 44A, cái đoạn đầu của bài. Đúng rồi, 44 là câu A. Bài này tìm cái thông tin khá là tương đối dễ. Vào những năm 20. Rồi, còn nữa không? Hết rồi hả? Rồi xong, chúng ta chấm dứt cái đề số 2.
Ai có thắc mắc gì thì hỏi. Rồi mình sẽ chuẩn bị nha, mình chuẩn bị đi, mình làm đề 3 đó, bây giờ chuẩn bị sửa đề số 3 đó. Rồi bây giờ mình vô cái đề số 3 nha các em. Nếu mà chưa có làm thì cứ nhìn lên màn hình đây, hoặc là nhìn trong đề của mình rồi làm rồi trả lời. Cô sẽ gọi mỗi người làm mấy một số câu ha. 4 câu đầu tiên. Thế nhân. Thế nhân nãy gọi một lần rồi không nghe tâm hơi vậy nè. Có. Ờ có, trả lời đi, trả lời 4 câu đầu đi con. Một A hay C? Một A. Dạ ba. Một A hay C? Ba gì? Dạ ba dê. Celebrate nhấn âm 1, đúng rồi. Câu 4. Dạ 4D. 4D, rồi. Hồng thấm. Thôi được rồi con, 4 câu, ok. Hồng thấm. 5, 6, 7, 8. Hồng thấm có học không? Dạ, có. Trả lời đi. Nhìn lên đây trả lời đi. Làm chưa? Dạ. Con chưa làm tới, để con mới làm hết trơn. Trời ơi. Ờ dễ thì dạ, giờ, giờ cô chờ con đó, con làm đi. 5, 6, 7, 8. Dạ. Dạ con 5 C. Ừ 5 C. Hỗ trợ giúp đỡ, đúng rồi. Dạ 6 C. Rồi đúng luôn. Dạ 7 A.
7A, niềm vui, nỗi buồn, mấy từ này dễ lắm. 8. Tám A. 8A hả? Màn trình diễn tuyệt vời của show. Ủa nó lạ nhưng mà cái từ xung quanh nó rất là quen nè. Chúng ta đoán từ trong ngữ cảnh mà đâu phải từ nào cũng nhìn vô có thấy liền đâu. Màn trình diễn tuyệt vời của show trong của tức là cái người này người ta thi, người ta làm bài rất là tốt, làm cho anh ta suy nghĩ rằng anh ta sẽ là người gì đó, mà lại là từ trái nghĩa. Thì giờ rốt cuộc sẽ là câu gì? Dạ, B. À, là câu B, đúng rồi. Câu B. Mà đồng nghĩa với nó chính là the best performer đấy. Rồi, bạn tiếp theo. Minh Khôi 9 đến 12. Minh Khôi chiều nay nó đau ngoài ta absent luôn rồi hả? Nhìn đây một lần. Đăng Khôi. Misa. Dạ cô ơi, Misa bảo là hư mít đó cô. À hư mít hả? Dạ. Cô gọi người khác. Hiểu Đông. Ngọc Sương. Sao hôm trước thì cô gọi ai cũng mic cũng dạ. Ổn ấy, mà bữa nay sao nhiều bạn không có xài mic được dữ vậy ta. Ngọc Sương cũng trả lời cái phần này đi, cái phần đề chính trở xuống này đi. Từ câu dạ, 9 rồi hướng đi. Câu 9 là câu C cô. Ừ, chữ C. Dạ, câu 10 là câu A. 10A, rồi. Câu 11 là câu A. Ừ. Câu 12 là câu D. 12D. Looking after the elderly people. Right. 13. Câu 13 con không biết thì là con lụi cô đi. Nhưng mà lụi hay đó, lụi đúng á. Chúng ta có thành ngữ đó là around the clock, xung quanh cái đồng hồ á, mà đồng hồ là đồng hồ đeo tường, treo tường như cái đồng hồ đeo tay ha. Làm việc mà xung quanh cái đồng hồ treo tường đó là một cái thành ngữ, có nghĩa là làm việc làm cả ngày lẫn đêm, làm hết công suất của mình. À, work round the clock, Cho nên câu này là câu D. Các em giá có thành ngữ. Câu 13 là câu D. 14. Câu 14 con chọn câu B. À, bởi vì chúng ta có cái cụm thành ngữ take a look. Thay vì nó động từ look là nhìn, người ta nói là take a look. 15. Dạ, câu 15 là câu B. Đó, câu điều kiện loại 2. 16. Con tưởng con mít cô. Hả? Ý là con tưởng đâu câu đó là ít mít đó cô. Trộn đâu trộn, cô hỏi coi. Would have a more fun mà. Ủa nhưng mà would have mà cô. Ờ would have. Would have a 3 chứ. Rồi câu đó đúng rồi. 16 là câu B. 16B hả? As soon as you finish. Đúng. 17. Dạ 17 là câu D. À review. Phim review, book review, ví dụ như thế. Dạ câu 18 là câu C. Hoàn thành chương trình đại học mặc dù tài chính khó khăn. Đúng. 19. 19 là câu C. Agree to do something. Vậy thôi, đi sau động từ agree dùng to verb. Có những cái câu nó rất là cơ bản mà nhiều lúc các bạn quên cái là cũng tiêu á. Câu 20, cái chữ bond ở trong này nó bằng với chữ connection thôi nha, không có gì khó ha. Nó bằng với là relationship này, một này, connection là hai này, sự kết nối, sự liên kết, mối quan hệ, vân vân. Câu A.
cái bài gì trong cái bài số 15, cô 15 hay 14 gì, có cái bài mà nói về ASEAN, ASEAN á, có nó có cái động từ là gầy dựng mối quan hệ các em, cái này cái kia cái này nè. Câu B là thông qua hay là tán đồng chấp nhận. À cái từ adapt nè, adapt là chấp nhận, tán đồng, thông qua. Còn cái này á là nó có nghĩa là gầy dựng lên một cái gì đó, tạo dựng cái gì đó, đó là chữ force. Ở trong cái bài của mình học trong sách giáo khoa là force closer relationship. Thì ở đây người ta không dùng relationship mà ta dùng từ bond. Cho nên câu này là câu C. Câu 21. Dạ con nghĩ là câu A. Vậy cái người vô gia cư mà con, người vô gia cư, danh từ tập hợp, đó là mạo từ giờ cộng tính từ. Hả? Câu 22. Câu 22. Câu B. À, câu B. Câu 23 đi. Dạ, câu 23A. You can. Cái gì? You can mà sao lại want you hả con? Câu C. Câu C chứ trời ơi, trả lời gì kỳ vậy? Câu hỏi đuôi đơn giản mà sao trả lời sai? You can thì bây giờ phải là can you chứ. Câu D C. 23 là câu C. Rồi, cô sẽ gọi bạn khác. Hồng Thi. Hồng Thi. Hồng Thi có đang... Dạ, dạ. 24, 25. Dạ, 24B cô. 24B, bạn nói đúng à. Đúng rồi, câu 24 là câu B đấy. Vậy còn dạ, câu... 25B. Hai câu B hết hả? You right, I can refresh. Rồi, đúng. Làm B. Rồi, bây giờ mình sẽ sửa tiếp mấy câu lẻ ha. Lát cái bài đọc là tôi giao nhiệm vụ cho người khác hả? Bây giờ mình ba bài đọc là nó nằm liền ở một chỗ luôn. Cho nên mình sẽ xuống ở dưới cái câu số 43. À, chưa làm thì bây giờ vừa làm vừa trả lời. Những câu này có thể vừa làm vừa trả lời được hết á. Bài đọc để lát tính sau. Rồi 43, cô sẽ gọi. Đức Huy. Đức Huy. Dạ cô. 43, 44, 45 là của con đó. Dạ không, có 43A rồi. Sao A? Dạ. Tại con thấy nó... kỳ kỳ phải không? Dạ. Nó kỳ kỳ, giờ sửa lại cho nó thấy kỳ kỳ đi. Covid-19 là một cái căn bệnh mà nó có khả năng lây lan rất là nhanh. Cái này là truyền tải, là giao tiếp. Nó nghe nó vô lý lắm. Cho nên đáp án của nó là câu A. Và chúng ta phải biết sửa ha, cái này mới nè. Đó là communicable, tức là chúng ta viết tới đây. Nha, bỏ cái đôi T đi. Communicable. Communicable disease, tức là một cái bệnh truyền nhiễm và nó lây lan phát tán rất là nhanh. Communicable. Rồi, chúng ta tự sửa vào ha. Rồi, câu 44. Dạ, 44C còn. Ừ, 44C, câu này thì là listening thôi. Dạ. 45. 45 câu A còn. Diamond, ủa, diamond số nhiều mà con. Câu A có gì đâu sai. Dạ. Diamond nó có S mà, thì giờ dùng quê số nhiều có sao đâu. Thử thôi, đúng rồi, câu A chứ còn câu gì nữa. Cái diamond ở đâu phải, nó là tên của một bài hát mà, đúng không? À, dạ. Thấy chưa nè, dạ, one of nè, còn cái chỗ đó nó có chữ son số nhiều. Thì dĩ nhiên nó là một trong những cái bài hát của chị gái tôi thích. Thì giờ nó là tên bài hát thì nó phải số ít rồi.
Rồi dạ. Trả lời luôn đi, 46 tới 50 trả lời nốt hết luôn đi. Cái tội sai câu đó làm nốt cho luôn dưới luôn đi. 46 dạ, 46 B. 46 B hả? Are required cộng to verb, bắt buộc phải làm gì đó. Cho nên bạn chọn câu B, chính xác. 47 47 B luôn. À 47 B, đúng luôn. Dễ mà, 48 48 C. Khóa đúng. 49 B. 49 B luôn. 49 B là kỳ kỳ lắm nha, rất là kỳ kỳ đó. Cái nhu cầu tiểu, nhu cầu đòi hỏi, nhu cầu phải mua tiểu thuyết của cô ấy rất là lớn, tức là người ta có nhu cầu về mua cuốn tiểu thuyết rất là nhiều, cho nên nhà xuất bản phải quyết định là in lại nó. In rồi mà không đủ giờ phải in lại. Mà bây giờ con có biết cái cấu trúc đây là cấu trúc gì không? Đây là cấu trúc người ta đảo ngữ của mẹ đề, mặc dù mà tính từ nè, cộng S nè, cộng chủ ngữ nè, cộng to be nãy cô mới nói nè, cái câu B nó sẽ bằng nè. Although the demand for her novel is great, mặc dù cái nhu cầu mua tiểu thuyết rất là cao, nhà xuất bản quyết định in lại, nghe nó kỳ quá, bởi vì mới đúng sao mặc dù. Nên câu B là không bao giờ đổi. Đây cũng là đảo ngữ, mà đảo ngữ một cái khác, đảo ngữ cái gì? Câu D không? Đúng rồi, câu D nè, đây cũng là đảo ngữ nè. Chúng ta biết là set đi với chữ that, quá đến nỗi mà, và đảo ngữ của set là set này. Nhớ công thức này, set cộng be, đây be là chữ y nè, cộng cụm danh từ. Đó, the demand for her novel là một cụm danh từ thôi, set cộng be cộng cụm danh từ đằng sau tab là bình thường. Rồi còn câu cuối cùng nữa. Dạ 50 B luôn. À câu 50 là B, câu này cũng là câu đảo ngữ đấy. Rồi câu 50 là câu B. Có bạn nào thắc mắc gì về mấy câu lẻ lẻ nữa không? Rồi bây giờ tới bài đọc nè, cũng giống hồi nãy thôi, cô phải để cho các em có thời gian để các em làm cái bài đọc và cô giao cái nhiệm vụ luôn cho một số bạn. Cô cứ coi như các em đã làm rồi và phải coi lại đó, còn ai chưa làm thì phải tăng tốc lên. Bài đọc thứ nhất đó là áp lực cùng trang lứa ha. Peer pressure. Nãy giờ chưa gọi tên ai ta, để coi thử giờ sẽ gọi. Bạn Vũ Minh Triết nay có học không? Minh Triết. Dạ có con. Rồi con lát nữa con làm cái bài đục lỗ điện từ này nha. Cái tờ peer pressure con đã làm chưa nè? Dạ chưa. Ờ à, giỏi lắm. Chưa làm, làm đi. Người thứ hai, trẻ. Nowadays very important to be young. Vai trò của người trẻ hả? Giới trẻ hả? Đức tài. Đức tài có không? Dạ đây đây cô. Rồi làm bài đi đi nha, chưa làm cái bài này nè, cái bài thứ hai đó, very important to be young. Dạ. Làm đây. Người thứ ba, Phan Nguyễn Quốc Anh đâu ta, cái này có học không? Phan Nguyễn Quốc Anh đã im lặng rồi, không có nghe tin tức gì hết trơn vậy. Trọng Tín. Dạ cô. Bài cuối cùng là của con đó. Bài đọc cuối cùng đó nha. Thank you.
Thank you.
Rồi bây giờ bắt đầu sửa nha. Bạn nào có nhiệm vụ bài đọc thứ nhất á, tụi con cho đáp án đi. Hồi nãy cô gọi Triết đúng không? Minh Triết đúng bài thứ nhất đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi con trả lời đi. Dạ câu 26 là câu D cô. À rất là dễ, tại vì đó là danh từ số nhiều nè, chúng ta phải dùng chữ many thôi. 27. Dạ 27 là câu B. Resulting là dẫn đến, nó đi với giới từ in. Rồi 28. Dạ 28 là câu C cô. 28 là câu C, vì vậy. Ừ, vì vậy đúng rồi. Câu 29. Dạ 29 C. Đúng luôn. Vô trách nhiệm, thiếu trách nhiệm. Và câu cuối cùng. Dạ 30 D. Rồi 30 D. Rồi xong. Đức Tài. Nhiệm vụ của Đức Tài đó. Dạ câu 31 C. Câu 31 câu là 32. Từ từ. Câu 31 là câu C hả? Càng trẻ càng tốt hả? Cái chủ đề của bài này: The most suitable title for the basic, the younger the better. Rồi đồng ý. 32. 32 là brave, câu B. À từ bold chính là từ brave, can đảm. Câu 33. 33 B. Sao biết B vậy? Tìm đâu ra B? Theo đoạn 2. Trong đoạn 2 đó có. Chỉ đi bằng chứng đi, tôi kéo lên đâu đoạn 2 đâu. Dạ dòng thứ 4 rồi, dòng thứ 4 của đoạn thứ 2. Young people had also got potential. Dạ, yeah, rồi. Câu này từ từ. Câu 34 là 34 gì? 34 D rồi. Young people, chữ tâm đó chính là young people. Và câu cuối cùng y true. C. Câu nào là câu đúng? C. Câu C. Câu C. Some young people still need help with their problem. Một số người trẻ tuổi thì vẫn còn gặp phải, cần giúp đỡ hỗ trợ một số vấn đề. Và câu này là câu đúng hay là không đúng? Và y true, à đúng rồi, câu C. Rồi xong. Chỉ cần các em đọc trong 5 phút, 5 hoặc 7 phút là các em đã làm xong bài này rồi. Rồi bây giờ bài số 2. Bài số 3 chứ quên. Tác giả bài 3 đâu? Đọc xong chưa? Dạ rồi cô. Dễ không? Dạ cũng chắc làm được. Khiêm tốn à. Bài này dễ mà. Phải làm được chứ không có chắc làm được. Phải làm đúng hết tất cả các câu. Nó nói vậy đó. Rồi bây giờ câu 36 nè. À nó hỏi cái gì đây? À bây giờ cũng là cái chủ đề nữa. The most suitable title for the basic. Dạ 36 câu B. 36 là câu B. The roles of grandparents in the children upbringing. Đúng rồi, cái bài này cái trọng tâm là nói về vai trò của thế hệ ông bà đó. 36B, đồng ý. Thôi em có thể chỉ cho cô thử cái evidence nó nằm ở đâu để cho một số bạn mà lỡ theo không kịp có thể biết đường mà làm chứ. Thường thường cô nói là cái câu chủ đề là một là nằm ở dòng đầu tiên của đoạn 1, hai là nó nằm ở dòng cuối cùng của đoạn cuối. Vậy nó nằm ở đâu? Vậy nó nằm đâu? Nằm ở dòng đầu tiên. Đúng rồi, đây nè, dòng đầu tiên nè. Descriptive unit. Chúng ta biết là cái từ unit là độc nhất vô nhị. Parenting role. Đó, nguyên cái dòng thứ nhất đó. Dòng thứ nhất mới đọc thêm câu lần thứ hai nữa. Cho nên nó ra câu đầu tiên là 36B. Rồi 37. Dạ 37 câu C. 37 câu C. Theo cái bài này A modern household, grandparent rich, experience can come in handy. Ủa come in handy là cái gì vậy em? Dạ giúp đỡ xây sở thiếu lấy. Ừ, đúng rồi, nó có nghĩa là can be very useful. Nói chung là very useful. Nên câu C. Thế hệ ông bà mà có nhiều kinh nghiệm ha, thì cái việc đó nó vô cùng là cần thiết, vô cùng là hữu dụng trong cái việc dạy dỗ cháu. Câu 38, chữ này lạ quá trời luôn đó. Chữ này là gì vậy? Dạ câu 38, câu D. À disagreeing, đúng rồi. Bất đồng, mâu thuẫn, không hòa thuận. Từ đó đấy. Câu số 39. Từ 39 này, câu B. Từ này giống từ xói mòn đó mà. Xói mòn ở đâu đấy coi nè. Globalization has radically eroded children's descent. À, reduce. Right. Reduce. Câu 40. Dạ, câu 40, câu D.
40 là câu D, grandparents. Để cô xem lại có phải không, chứ để lỡ không phải. Chữ dây nằm ở đoạn thứ 5. Đoạn thứ 5 là đoạn nào vậy? 1, 2, 3, 4, 5. Điểm cuối đó cô. Đoạn cuối. Cái này đúng không? Chữ dây này đúng không? Dạ đúng rồi. Này quên in đậm rồi. Đây chữ dây đây các em. Chữ dây đứng liền sau cái chữ tantrum á. Tantrum là cái hội chứng hay là cái triệu chứng hỗn loạn về tinh thần của cái tuổi dậy thì đó, người ta là tantrum. À, rồi đúng rồi, grandparents hết chưa? À còn hai câu nữa chứ. Câu nào là câu đúng hả? Dạ câu 41 câu B. Câu nào là câu đúng câu B? Trẻ con thời nay. The children these days have started to re-examine traditional belief and value. Sao em biết câu này đúng? Em cho có biết hết lý do sao vậy? Dạ, ở đoạn 4 đó cô. Đoạn 4 là đoạn này nè. Dòng số 4, số 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tại phải không? With changing times and changing outlook, children have started to question the validity of everything around them. Validity of everything around them. Cho nên là em chọn câu này. This day has started to re-examine traditional belief and value. Đúng ạ, câu 41 là câu B. Dạ, câu 42 câu B. Which of the following can be inferred. Cái vụ mà infer là chúng ta phải cẩn thận ha. Mình suy ra cái điều gì từ cái bài này. Với sự hướng dẫn, với sự chỉ bảo, trẻ con. Children may fail to appreciate the cultural. À, without, chứ nếu không có sự chỉ dẫn. Và chúng ta phải hiểu rằng cái chữ guidance này á, là theo cái nội dung trong bài đó là guidance from grandparents. Guidance from grandparents. Children may fail to. Fail to là không thực hiện, không làm gì đó, không có đề cao, không đánh giá cao những cái truyền thống văn hóa. Đúng rồi, câu 42 là câu B. Nhưng mà sao em chọn câu 42 B? Cái nghĩa dịch thì đúng mà ổn, nhưng mà trong bài nó có nói không? Mà để em chọn. Ở đâu ra? Dạ, cái này em làm lỗi chữ không? À đúng rồi, cái câu này an toàn nhất là chúng ta dùng cái phương pháp loại trừ. Bởi vì khi chúng ta đọc ba cái câu kia lên, chúng ta thấy nó rất là vô lý. À, cho nên là câu 42 là câu B. Rồi xong. Còn câu nào nữa không? Rồi hết. Rồi chúng ta chấm dứt cái đề số 3. Chúng ta xem lại thôi, còn câu nào thắc mắc gì nữa không? Câu nào các em có ý kiến khác gì nữa không thì chúng ta hỏi. Rồi xong cái đề này thì chúng ta chuẩn bị qua cái đề thứ 4 nha. 10 phút nữa cô sẽ quay lại rồi chúng ta sẽ sửa đề số 4. Các em có thể nghỉ khoảng 10 phút đi, giải lao 10 phút đi rồi quay lại học tiếp.
Rồi bây giờ A1 tụi con vô đây sửa test số 4 nha. Mình sẽ giống nãy mình sẽ làm mấy câu lẻ trước ha. Ba bài đọc chúng ta sẽ làm sau. Bây giờ mình sẽ sửa mấy câu lẻ trước nè, đề số 4. Rồi bây giờ cô mời bạn Yến Quỳnh. Trương Yến Quỳnh sẽ làm cho cô 4 câu đầu tiên. Dạ cô ơi, mất bạn Quỳnh bị hư đó cô. Con là anh Khôi đúng không? Dạ con là, dạ con là Tuấn đó cô. Dạ con trả lời cho bạn đi. Ủa Tuấn nào con, lớp nào lớp mình làm những cô. À Tính Tính. À vậy con trả lời 4 câu đầu đi. Dạ 1 câu B. 1 B là bởi vì nó phát âm là âm âm thờ, còn những chữ còn lại là âm the. Yeah, cho nên câu 1 là câu B. Rồi, câu 2. Câu 2 D. Minor. Còn ba từ kia chúng ta lưu ý là minimize, military, mineral. 3. Câu 3 C. 3 C, currency, nhấn âm 1. Và câu thứ 4. Câu 4 C. 4 C hả? Possibility, technological, represent. À, câu C, đúng rồi. Rồi mời bạn tiếp theo, bạn Phạm Thanh Sơn, 5678. Câu 5A. 5A, survive or destroy. Right. 6 gì đây? 6B. 6B. 7. 7B. 7B. Anh ta tham gia một câu lạc bộ tiếng Anh. Most of which, hầu hết nó. Hầu hết nó là trên 50 tuổi. Hầu hết nó là hầu hết cái câu lạc bộ đó. Và cái câu lạc bộ sẽ 50 tuổi thiệt em. 7A. 7A ha. Most of its members, ít là của nó. Của nó là của câu lạc bộ là đúng rồi. Nhưng chúng ta dùng câu A với điều kiện là cái dấu phẩy này thay bằng dấu chấm. Nghĩa là nó là hai cái câu riêng biệt, hai câu đơn thì chúng ta mới dùng chữ X. Còn khi đã sử dụng dấu phẩy, chúng ta phải dùng cái câu này đây. Most of whose member. Và cái chữ who này nè, nó bằng với chữ X ở câu A. Được chưa? Và chúng ta nhớ là cái chữ most of, nó là từ chỉ số lượng. One of, two of, three of, some of, several of, gì đó vân vân. Thì phía sau nó có hai chữ là chữ whom, nếu đằng trước là chỉ người. Và chữ which, nếu đằng trước là chỉ vật. Nhưng ở đây nó lại là sở hữu, tức là thành viên của câu lạc bộ đó. Cho nên câu này phải là câu D. Rồi, câu 8. 8C. 8C, đúng rồi. Mời bạn tiếp theo. Mời bạn tiếp theo trả lời. Đào Thái Tú. 9, 10, 11, 12. Sự im hơi lặng tiếng quá vậy. Nguyễn Võ Anh Thư. Chín. Nếu mà con chưa làm thì con cứ nhìn lên màn hình rồi con làm thôi, chứ không có ai hối làm đúng là được rồi. Câu 9 gì nè? À câu 9 đề, đến đề. Rồi câu 10. 10B. Influence đi với từ on. 11. Chính xác. 12. 12A. 12A. Ok, take over. 12A, take over position. À, cái câu 12, các em lưu ý ha, cái câu này nè. Câu A là đúng rồi đó. Nhưng mà bên cạnh đó với cái từ position là cái vị trí á, thì mình có thể dùng cái chữ take up được luôn á nha. Cái câu này nó có hai đáp án, nó bị lỗi chỗ này đó. Take up cũng là đảm nhiệm cái vị trí, giành lấy cái vị trí nào đó. Cho nên là cái câu C cũng đúng, mà cái câu A cũng đúng. Một cái là đạt được cái gì, giành được cái gì. Rồi cái câu A là đảm nhận, đảm nhiệm. Đúng hết, cái câu 2 nó bị lỗi á. Chúng ta thấy cái nào cũng đúng trong trường hợp này hết. Rồi câu 13. 13, 14, rằm 16. Nguyễn Phương Vi. Không có lên hơi gì, không có lên tiếng gì hết trơn hả? Lê Nguyên Anh. Cũng không thấy gì luôn. Minh Khôi giờ có chưa? Minh Khôi. Không thấy. Rồi, rồi, rồi. Ờ, chứ hồi nãy đâu, sao lúc nãy gọi không thấy gì hết vậy? Nãy chưa kịp trả lời không? Chưa kịp trả lời hả? Hay là bây giờ mới vô học hả?
Trả lời đi, trả lời hết luôn cái đề này luôn cho cô nha. 13 gì? À, 13 13 bê. À, several of whom. Nè, several cũng là từ chỉ số lượng đó. Hôm, tại vì chúng ta phải hiểu rằng ở đây cái đối tượng mình nói đến là cái từ mà nó liên hệ với đó là từ chính trị gia chứ không phải giữa meeting đâu nha. Tại vì chính trị gia mới trả chứ cuộc meeting sao trả được. 14. 14 a. Ờ. Before bằng gì thôi? Dạ. Không biết không? Không biết nè, không biết sao chọn là before hay. Before nghĩa là gì? Hả? À, before nghĩa là gì mà? Dạ. Mặc dù. Vậy mà dám chọn được luôn á hả? Mặc dù hả? Mặc dù mà sao đi sau nó cộng với cái này đằng sau là would have a landed, nó ra câu điều kiện loại 3. Mặc dù có gì đâu đây? Nếu không, before là bằng without, là nếu không có. Cái chỗ này nè, mình có thể thay thế nó là bằng với chữ without là nếu không. Thì đằng sau nó mới là câu điều, câu này rõ ràng là câu điều kiện loại 3 nè. Would have landed. Nếu không có cơn bão dữ thì chuyến bay đó đã đáp cánh đúng giờ. Vậy là lụi mà lụi giỏi quá ha. 15. Ô, 15 B. 15 B. Rồi, đúng rồi. Provided là miễn là. Và người ta không thích dùng provided, người ta có quyền dùng providing nha. Provided that, providing that, chữ that không cần thiết. Còn nếu mà em dùng chữ so long á, thì phải là so long as hoặc là as long as. Đó. Rồi, 16. Thưa cô, 16 B. Sao biết B hay vậy? Chờ giải thích cho lớp nghe để coi. Chứ cô là cô không chọn B đâu đó nha. Giải thích đi, nếu mà đúng thì đúng, mà không đúng thì sửa lại. Hay quá ha. Trả lời câu nào là đúng chắc câu đó luôn, mà hỏi vì sao thì không biết có vì sao đúng hết trơn. Câu 16 là câu B. Chủ ngữ của câu này là gì? Chủ ngữ là mạn đề tát, là gồm có chữ tát nè, cộng với một cái chủ ngữ nhỏ, cộng một cái động từ nhỏ. Cái việc mà, cái sự thật mà điện có thể được truyền phát đi đường dài gì đó, thì nguyên cái chữ các bạn đề tác là that electricity can be transmitted. Nguyên cả cái vùng này nè, nguyên cả đáp án B đó lại là chủ ngữ của động từ be, động từ a ở đây. Cho nên chúng ta biết là chủ ngữ là một mẹn đề tác. Bây giờ người ta không thích dùng that, người ta có thể nói là the fact that, sự thật là. Thì động từ luôn luôn ở số x. Đó, mọi người nhớ giùm cô ha. Nguyên cái câu B đó, từ cái chữ that cho tới chữ distancy là chủ ngữ. Mà chủ ngữ là một mệnh đề, động từ chia số ít. Trả lời nữa đi Khơi, trả lời miết đi cho cô. 17 gì, vừa đọc vừa trả lời. Nghĩa là gì? Không biết rồi. Ủa sao hay quá vậy con, cái câu nào cũng trả lời đúng mà gì hỏi vì sao con không biết, kỳ kỳ cục vậy hả? David trở thành một người đàn ông rất là giàu có bởi vì ông ta came into a lot of money last year. Came into money có nghĩa là receive money from a dead person. Tức là cái người nào mất đi mà để lại của thừa kế cho ông ta, để tiền lại cho ông ta đó, có nghĩa là ông ta thừa kế đó, thừa hưởng á. Cho nên chúng ta nhớ ha, came into mà cộng với tài sản nè, property là một nè, money là hai nè, thì lúc đó nó có nghĩa là được thừa kế. Rồi, câu 17 là câu D. Câu 18. Câu 18 à. D. Lớn lên. D rồi. Dịch câu này tiếng Việt nghe thôi. Không biết rồi. À, bạn này bữa nay hay ghê hả? Cái gì trả lời cũng đúng mà cái gì cũng không biết hết trơn á. Cô biết là em sẽ dư sức em dịch được cái câu này sang tiếng Việt á, chứ không có chuyện mà không biết á. Hồi nãy giờ nói không biết chắc 5 lần rồi đó nha Khôi. Thôi không biết cũng được, miễn trả lời đúng được, là mai mốt đi thi câu nào cũng không biết hết mà em đánh đúng hết cho cô cũng được rồi, không sao đâu.
Bạn Kim Phát vô học chưa ta? Nãy giờ gọi mấy lần không thấy Kim Phát có đó không? Rồi Phát này là phát tán chứ không phải Kim Phát, nó phát tán đâu mất tiêu không thấy nữa rồi không? Nguyễn Võ Anh Thư trở lại. À, Nguyễn Võ Anh Thư, con làm cho cô hai câu đồng nghĩa đó. Dạ 19 dê. À 19 là câu D, đúng rồi. Figure out. Tìm ra, get clear, figure out. Từ này là gì Thư? Câu 19B nghĩa là gì Thư? Dạ 19B là tiêu hóa. À tiêu hóa, rồi câu 20. 20 dê. Injure herself hả? Cái người bơi hả, vận động viên bơi lội này đã lặn xuống dưới cái hồ ngay lập tức. Lặn xuống cái hồ ngay lập tức. S1N là ở mép bên kia. Swim underwater to the other end, tức là bơi từ cái mép hồ bên này qua phía bên kia, nơi mà cô ta bị thương trong nước. Bị thương hả? Immerse from, immerse là nhô lên, là nổi lên á. Come out, come out from the water, immersed, chứ không phải là bị thương đâu. Rồi mời bạn tiếp theo. Nà, nguyên cả bữa nay chưa gọi tên ai và gọi tiếp hả không? Trở lại Tường Vi, Trái Nghĩa. Tường Vi đâu rồi ta, không thấy bóng dáng đâu hết vậy. Hiểu Đông. Hiểu Đông cũng không thấy luôn ha. Tăng Gia Bảo trở lại. Ủa sao kỳ vậy ta, sao tôi gọi 3-4 người liên tục mà không ai có phản ứng gì hết trơn à. Tăng Gia Bảo hồi nãy vẫn trả lời rất là rõ ràng mà sao kỳ vậy. Đâu, gọi thử một bạn Lâm Anh. Dạ. Lâm Anh trả lời đoạn 21 trở xuống đi. Dạ, 21C. À 21 là câu C, đúng rồi. Cái chữ husband á, thấy giống ông, từ ông chồng á, mà nó là động từ đấy. Opposite. Rồi 22. 22D. Tiếp 23D. Rồi đúng. 24. 24B. 24B, the best I ever had. Bạn nghĩ gì về cũng sẽ là the best. Đúng rồi, 24 là câu B. Rồi. Bốn mươi ba tới 50. Yeah, à thôi từ từ để cô gọi bạn khác, sao bữa nay có nhiều người không có lên tiếng gì trơn à. Misa có đó không? Dạ cô ơi, Misa nói Misa hư mic đó cô. Sao bữa nay mới học có mấy cái tuần lễ thứ hai mà mic hư hết vậy ta? Minh Trang có không? Rồi trở lại Phúc An. À chắc mic dạ, hư cô. À dạ, đây dạ, dạ. Rồi trả lời hết đi con, solo hết cho cô đoạn 43 tới 50 đi. Mà nếu chưa, con làm chưa? Dạ chưa tới rồi. Chưa tới hả? Rồi chưa tới ha. Chưa tới thì làm cho tôi 3 câu đầu 43, 44, 45. Bây giờ làm luôn đi rồi trả lời tôi chờ. Dạ. 43, 44, 45. Thank you.
Câu câu 43 là câu A. 43 là câu A. Đúng rồi, tại vì chúng ta biết là các bạn đều quen thì làm gì có sử dụng will đúng không? Dạ. Mà will đó là chỉ dành cho mệnh đề chính thôi, và mệnh đề chính đã có will rồi, cho nên chỗ đó chỉ là hiện tại đơn thôi, ta y. Dạ, 44 là câu A. À đây, 43 là câu A, rồi 44. 44 sao là A được ta? There are very large room, chữ room số nhiều mà con, thì cái câu A nó có gì đâu sai. They are very large room with beautiful. À, câu C. Câu C là từ with á hả? Chứ câu C là beautiful. À câu C là beautiful, đúng rồi. Mà mình phải đổi lại là beautiful gì? Beautifully. À beautifully, tự vì nó có động từ là decorated đó. Hả? Beautifully decorated walls. Rồi, 45. Dạ 45 C. 45 là câu C, đổi chữ that lại thành chữ with. À chữ with, bởi vì nó có dấu phẩy mà. Và cái chữ with đó nó thay cho cả một cái mệnh đề phía trước đó, chứ không phải là nó chỉ thổi thay cái chữ exam đâu. Bao nhiêu học trò đã thi rớt điều này làm ngạc nhiên thầy giáo. Rồi xuống dưới. Ta được rồi, để cô gọi bạn khác. Trọng Thanh đâu rồi? Mr. Trọng Thanh đó. Rồi làm đi con, 46, 47, 48 đi con. Rồi vừa làm vừa trả lời đi. Hãy làm rồi thì trả lời, mà chưa làm thì làm đi rồi trả lời. Dạ. Yeah. Ờ, 46 câu A. Ừ, đúng rồi. Tôi sẽ đến, tôi sẽ, tôi thực sự, thực sự sẽ, tôi phải gì đó. Thì đó là promise cộng to verb nè. Promise to verb là hứa làm gì. 47. Cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Câu này tôi thấy nó, cái thì nó không có giống nhau nha. Y, mà chỗ này là quá khứ. B. B, đúng rồi. Đây là câu if hỗn hợp, đằng trước là loại 3, còn đằng sau là loại 2 với từ now. Rồi. Không ai trong câu lạc bộ nói tiếng Anh lưu loát như là Mai. B. Ừ. 48 là câu B, chính xác. Rồi lỡ rồi làm hai câu cuối luôn đi Thanh, suy nghĩ làm luôn đi trả lời. Dạ. A con. À 49 là câu A, ok. Bởi vì, cái từ này mình hiểu là bởi vì. Bởi vì hút thuốc lá là có hại, cho nên bạn nên từ bỏ nó ngay lập tức. Ờ, 50B. Chính xác, 50B. Những bạn nào hay quên thì chúng ta nhìn câu 50 nè. So cộng tính từ cộng cộng danh từ. So great a storm thì nó sẽ bằng với such. Nếu mà chúng ta dùng such là such a great storm. Đó, ví dụ như thế. Thì là so cộng tính cộng cộng danh. Đây sử dụng cấu trúc so that. Rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngược lên ha. Bây giờ mọi người tập trung vô làm cái bài đục lỗ điền từ cho con này. Bài đọc thứ nhất trước, tôi biết là có vô số em chưa có làm đâu. Chưa có làm thì bây giờ ngồi để làm đi. Rồi cùng nhau sửa. Đó, chuẩn bị làm cho cô câu 25 tới 29 đó. Thì dưới mẫu của mình